Okay. Dạ thì em tên là Kim Chi, thì là thành viên của ban tổ chức. Xin được phép rất là vui khi mà chào đón các anh chị có thêm một buổi chủ nhật nữa chúng ta gặp nhau ở đây với một cái chủ đề nó cũng khá với một cái chủ đề được đang rất là được quan tâm. Bình thường thì cái kế hoạch kinh doanh trong một cái khách sạn nó đã khó rồi, đặc biệt là trong cái giai đoạn Covid này thì nó còn làm cho chị em chúng ta nó trong ngành nó càng đau đầu hơn và nó rất là khó khăn gấp nhiều hơn nữa. Và làm thế nào mà để cho cái việc kinh doanh của khách sạn mình nó khả thi, cái đó là một cái mà anh chị em chúng ta cần ngồi lại với nhau và trao đổi những thông tin. Hy vọng là sau cái trong cái tháng 10 tới thì chị em trong cái ngành khách sạn chúng ta có cơ hội được bắt đầu lại với những cái hoạch định, những cái kế hoạch kinh doanh cũng như là chào đón khách đến lưu trú ở tại khách sạn và có một cái điểm sáng cho cái ngành kinh doanh du lịch khách sạn cho chị em chúng ta. Thì trong ngày hôm nay về phía ban tổ chức cũng rất là hân hạnh được chào đón các anh chị tổng giám đốc về kinh doanh, giám đốc về xe mặt, về ẩm thực, giám đốc về quản lý doanh thu. Dạ, thì đó là những cái bộ phận mà nòng cốt thì để làm nên một cái kế hoạch kinh doanh nó hiệu quả. Thì em xin được giới thiệu anh Đỗ Quang Hải là tổng giám đốc của Win Hotel Sài Gòn Center. Chào tất cả mọi người. Dạ, em chào anh Hải ạ. Em xin giới thiệu chị Nguyễn Việt Hà, giám đốc quản lý doanh thu của Sofitel Legend Metropole Hà Nội. Xin chào tất cả các bạn. Xin chào anh chị. Xin chào. Dạ, chào chị Hà. Em xin được trân trọng giới thiệu anh Khoa Nguyễn, giám đốc bộ phận ẩm thực Movenpick Resort Waverly Phú Quốc. Khoa xin chào tất cả các anh chị em trong ngành hospitality nhé. Chào anh Khoa. Em xin được giới thiệu chị Nguyễn Phương Anh, giám đốc bộ phận sale and marketing khách sạn Park Hyatt Sài Gòn. Dạ, Phương Anh xin chào các anh chị và các bạn. Em xin được giới thiệu anh Trần Mạnh Hoàng, giám đốc tài chính Amano Resort của Anman Group. Yeah, xin chào tất cả mọi người. Dạ. Và ở đây xin được trân trọng giới thiệu anh Phạm Anh Khoa, tổng giám đốc của Minera Hot Spring Bình Châu. Anh Kha sẽ vào trễ nha, em ơi, mình cứ tiếp tục đi. Dạ. Dạ thì đó là về về phía đại diện của Việt Nam Hospitality Hub thì sẽ có anh Thuận. Anh Thuận sẽ em xin mời anh Thuận sẽ trao đổi về một số cái nội dung chính cùng với lại các anh chị trong cái buổi webinar ngày hôm nay. Rồi, anh cảm ơn Kim Chi. Dạ. Xin chào tất cả các anh chị. Chào mừng các anh chị đến với cái buổi chia sẻ tiếp theo của Việt Nam Hospitality Hub. Thì rất rất là cảm ơn tất cả các anh chị đã dành thời gian vào ngày Chủ nhật này, coi như là cũng một cái ngày nghỉ, nhưng mà mọi người cũng đã rất là cố gắng để dành cái thời gian đến với cái sự kiện, cũng như là cùng chia sẻ những cái kiến thức hữu ích với nhau. Thì chủ đề ngày hôm nay chúng ta đang nói tới đó là cái cơ sở nào để mà chúng ta có thể đánh giá được một cái kế hoạch kinh doanh khả thi ha. Thì trước khi chúng ta đi vào cái nội dung của ngày hôm nay thì cho phép Thuận được chia sẻ một chút về Việt Nam Hospitality Hub để các anh chị, vì ở đây cũng sẽ có rất khá là nhiều các anh chị mới, thì cũng hy vọng là cũng muốn chia sẻ một chút cái thông tin về Việt Nam Hospitality Hub để mà các anh chị có thể nắm được cái thông tin. Thì
Việt Nam Hospitality, Hospitality Hub á, hay còn gọi là VHH á, là làm một cái diễn đàn cho cái lĩnh vực hospitality ở tại Việt Nam. Thì Thuận là người sáng lập ra cái diễn đàn này với cái mong muốn là mang những cái kiến thức của các anh chị chuyên gia trong cái lĩnh vực hospitality để chia sẻ lại với lại cộng đồng, những người đang làm việc trong cái ngành này, và mong rằng những cái kiến thức này sẽ giúp được cho cái cộng đồng của mình ngày càng gọi là chuyên nghiệp hơn và vững mạnh hơn. Đó, thì cái sứ mệnh của VHH là kết nối giao lưu, chia sẻ, học hỏi và gắn kết cái cộng đồng. Từ đó thì chúng ta ngày càng có phát triển vững mạnh hơn. Đó là cái sứ mệnh của VHH. Thì thông qua với cái sứ mệnh này thì VHH định kỳ sẽ tổ chức những cái sự kiện webinar như thế này với những cái chủ đề khác nhau và nhưng mà xoay quanh là cái lĩnh vực hospitality, và cũng đang cân nhắc là thêm cái phần liên quan đến travel nữa. Tuy nhiên thì nó sẽ đến sau một chút. Dạ, thì các cái buổi webinar này thì cái nội dung nó có một cái sự khác biệt so với những các cái đơn vị khác họ làm, ở chỗ là ban tổ chức sẽ mang đến đây những cái anh chị thật sự là đang có những cái kinh nghiệm rất là lâu ở trong ngành, thật sự là rất có kinh nghiệm và chiều sâu trong ngành, để mang cái kiến thức và kinh nghiệm của mình chia sẻ lại với lại cộng đồng, chia sẻ lại với các anh em trong ngành, để từ đó mà chúng ta coi như là học hỏi được lẫn nhau, học hỏi được lẫn nhau và ứng dụng được những cái kiến thức hữu ích đấy vào trong cái thực tiễn. Dạ, thì các cái kiến thức, những cái vị diễn giả mang tới đây ngày hôm nay, chúng ta có 6 vị diễn giả, thì trong đó có thể nói là nếu mà cộng lại hết số năm kinh nghiệm của các anh chị này thì chắc cũng phải cỡ đâu đó cả 100 năm các anh chị, tức là số năm kinh nghiệm làm việc á. Thì các anh chị đều đang nắm giữ những vị trí quan trọng trong cái các khách sạn, và cũng đã từng làm qua rất là nhiều những khách sạn từ quốc tế cho đến local, cho nên là các anh chị sẽ có được những cái nhìn rất là đa chiều và những cái kinh nghiệm nó có thể giúp được cho cái cộng đồng của mình nó ngày càng kiểu nó tốt hơn. Thì để bắt đầu chương trình thì chắc Thuận xin phép mời các cái anh chị diễn giả, chúng ta chuẩn bị để mở camera. Và Thuận sẽ mời từng người để phát biểu, và mỗi người có 1 đến 2 phút để giới thiệu về mình. Trước tiên thì chắc mời anh Hải là ở cái vai trò là GM, đại diện ở vai trò là GM, xin anh Hải giới thiệu trước ạ. Chào tất cả các chị, các bạn đồng nghiệp, mình tên là Hải, Đỗ Quang Hải. Mình hiện đang làm chức danh chính của mình là AO Operation Manager của bên Wing Hotel, bởi vì họ đang phát triển cái chuỗi khách sạn 20 khách sạn từ Bắc chí Nam tại Việt Nam. Trước đó thì mình có làm 3 năm ở bên Melia, cũng vị trí tương tự là Cluster General Manager Melia Sài Gòn và Inside by Melia Sài Gòn. Trước đó thì mình cũng có làm ở bên tập đoàn Thiên Minh, làm General Manager một cái chuỗi tàu của họ, tàu Emerald ở dưới Hạ Long và tàu Lazale, làm giám đốc thương mại cho thủy phi cơ. Thì đấy là hai cái job gần nhất, ba cái job gần nhất của mình. Còn trước đó và đã hưu rồi, cũng trong nghề này mình cũng làm gần năm rồi, hơn 30 năm, 31 năm rồi. Hôm nay rất là cảm ơn Thuận và DHH đã tạo điều kiện cho mình được ngồi đây cùng chia sẻ kinh nghiệm rồi học tập thêm của các bạn đồng nghiệp ở tại Việt Nam này, và với một cái môi trường và một cái diễn đàn mà lớn như này. Cảm ơn mọi người. Vâng, rồi cảm ơn anh Hải ạ. Tiếp theo thì chắc xin mời Phương Anh đi. Phương Anh từ đại diện cho Sales and Marketing từ khách sạn Park IH Sài Gòn. Xin mời. Em xin kính chào các anh chị. Em thì làm ở bên IH thì cũng được 7 năm rồi. Thì background của em là em cũng học du lịch khách sạn ra. Xong đó thì về em cũng làm nhiều cái resort, xong rồi đến khách sạn. Thì gần nhất làm ở Park Hyatt. Trước đây thì em đảm nhận vị trí Marcom Manager thôi. Từ năm 2017 thì em mới bắt đầu đảm nhận luôn vị trí Sales ở trong Hyatt rồi cho đến nay.
Thì so với các anh chị thì em cũng chỉ là tấm chiếu mới thôi. Cho nên là em rất là vui hôm nay được gặp mọi người và kết nối với mọi người để cùng học hỏi thêm ạ. Em xin cảm ơn ạ. Dạ vâng, rồi cảm ơn Phương Anh. Dạ mời anh Hoàng đại diện cho FC. Xin mời anh ạ. Chào tất cả các anh chị. Khởi đầu nghiệp thì mình làm cho khách sạn Sovietan Đà Lạt. Khi đó thời mới mở cửa năm 1995. Sau đó thì mình chuyển xuống Vũng Tàu làm cho Imperial Vũng Tàu một thời gian. Trước sau đó mình làm cho Minor Group, thì họ có một chuỗi bốn khách sạn ở Việt Nam, Anantara và Avani. Mình làm FC cho bốn khách sạn đó, set up tất cả các hệ thống như là policy của tập đoàn và bốn khách sạn đó. Mình làm đó khoảng chừng 4 năm. Thì sau đó hoàng về Amani này thì cũng được hơn 6 năm rồi. Hôm nay thì cũng rất vui lên diễn đàn giao lưu với tất cả mọi người. Vâng, rồi xin cảm ơn anh Hoàng. Vâng, rồi chắc tiếp tục mời Khoa đi. Mời Khoa đại diện cho mảng F&B. Rồi, Khoa xin gửi lời chào một lần nữa tới tất cả các anh chị tham gia vào cái buổi hôm nay. Thì Khoa thì thực sự là đến bây giờ thì chắc cũng được khoảng gần 15 năm ở trong cái ngành hospitality. Thì đã toàn bộ thời gian là mình dành là hoàn toàn cho F&B. Thì Khoa thì là cũng khởi nghiệp từ Sài Gòn, cũng từ Hyatt, xong rồi sau đó ra Hyatt Đà Nẵng. Rồi mình cũng có cơ hội để làm việc ở một số nơi như là ở bên Macau, cũng như là bên Úc. Khoa thì thực sự là nói về nói mảng F&B thì anh chị biết là thì nó rất là rộng, có thể trong khách sạn, có thể cả bên ngoài, và nó rất là nhiều cái mô hình. Nên là Khoa thì thực sự là cái kinh nghiệm của mình phần nhiều nó là ở trong khách sạn và resort. Và các dự án làm pre-opening mà Khoa tôi từng làm như là Hyatt Regency Đà Nẵng, Sheraton Macau, hoặc là Holiday Inn Suites Sài Gòn Airport. Hiện tại thì Khoa đang là F&B Director của Movenpick Resort Waverly Phú Quốc. Thì nó cũng là một cái vị trí F&B Director mà đầu tiên Khoa đảm nhiệm. Trước đây thì mình làm F&B Manager nhiều. Thì hôm nay cũng cảm ơn Thuận đã có tạo cơ hội để mà mình chia sẻ kinh nghiệm. Thật ra là chia sẻ kinh nghiệm cũng như học hỏi thêm về tất cả anh chị. Vì F&B giống như Khoa nói, nó sẽ rất là rộng. Thì mình những cái gì mình chia sẻ nó cũng chỉ là trong một cái khúc mảng mà mình đã từng có kinh nghiệm qua. Rất là cảm ơn các anh chị. Rồi, cảm ơn Khoa. Rồi, xin mời Vy Kha. Dạ. Em xin chào tất cả các anh chị. Xin chào tất cả các bạn. Hy vọng là mọi người nghe rõ em nói, vì ngoài Hà Nội đợt này đang mưa to và sấm rất là to. Biết là mọi người nghe có đang rõ nghe không? Rõ, đang nghe rõ. Dạ. Chốt rồi. Vâng, thì em xin giới thiệu qua một chút về về bản thân, về kinh nghiệm làm việc thì em mới có kinh nghiệm ở hai tập đoàn lớn, đấy là Vingroup và thứ hai là bên Accor. Accor thì thời gian làm việc của em chủ yếu là dành cho bên khách sạn Sovietan Legend Metropole, và em nghĩ là một trong những cái điểm hay trong cái trong khoảng gần 25 năm sự nghiệp của mình, 20 năm sự nghiệp của mình, đấy là mình trải qua được rất nhiều vị trí và có những cái kinh nghiệm khá là hữu ích từ mỗi vị trí, tức là cứ vị trí trước thì sẽ bổ trợ và hỗ trợ cho mình học hỏi và phát triển công việc ở những vị trí sau. Thế thì từ lễ tân, từ bên bộ phận đặt phòng, rồi sau đó là bộ phận sales, và vị trí cuối cùng của em là vị trí doanh thu. Thì hiện giờ mình đang làm ở vị trí doanh thu được độ khoảng 7 năm rồi, gần 7 năm. Hôm nay thì với tư cách là một trong những diễn giả rất là ngưỡng mộ các anh chị speaker và các em kẻ Phương Anh, với nhiều năm kinh nghiệm và với những cái trải nghiệm rất là thú vị, thì cũng rất là hy vọng sẽ được học hỏi từ các anh chị và từ các bạn trên diễn đàn. Xin cảm ơn ạ. Rồi, anh rất cảm ơn Hà. Rồi, chắc là phần diễn giả đã đầy đủ, chỉ có anh Kha thì xin phép anh Kha vào trễ sau ha. Thì khi nào anh Kha vào thì mình sẽ giới thiệu sau. Thế thì Thuận xin phép thì Thuận là người sẽ là người điều phối chính cái buổi gọi là chia sẻ ngày hôm nay. Thì cái cách làm là mình sẽ đi qua, tức là Thuận sẽ trình bày qua về các cái content, các cái nội dung về mặt một cái kế hoạch kinh doanh. Thì trong quá trình trình bày á, thì đối với có một số phần sẽ có phần tham luận của các anh chị diễn giả, thì Thuận sẽ mời các anh chị để chia sẻ các ý kiến. Thì sau khi mời các anh chị diễn giả thì các anh chị đang tham gia
Thì nếu mà các anh chị nào có những cái đóng góp ý kiến để cho nó đủ ý hơn, hoặc là nó mang tính là kiểu các anh chị có những cái góc nhìn khác nhau. Ở đây thì chúng ta không phải chỉ có các anh chị diễn giả, mà ban tổ chức cũng rất là welcome tất cả những anh chị nào đã có cái kinh nghiệm, có cái kiến thức sâu về ngành mà thấy là nó đang kiểu thiếu ý hay gì đấy, thì anh chị hoàn toàn có thể bổ sung để mà có thể làm cho nó đầy đủ hơn. Rồi thì cứ mỗi cái phần mà Thuận đặt câu hỏi với các anh chị diễn giả thì cũng sẽ có một cái phần nốt trên màn hình để nốt lại các cái ý chính, để mà các diễn giả cũng như là các anh chị đang tham gia vào cái buổi ngày hôm nay có thể nắm được các cái ý chính của cái phần trao đổi ha. Thì cái đó là cái cách mình tương tác cho cái buổi ngày hôm nay. Và nếu như các anh chị nào cần đóng góp ý kiến thì anh chị cứ raise hand. Một là anh chị có thể giơ tay, hai là anh chị có thể chat ở trên cái box, thì bạn Chi sẽ hỗ trợ cho ban tổ chức để mời các anh chị để mà tham gia cho cái phần chia sẻ và tham luận. Dạ thì trước tiên mình đang nói về cái kế hoạch kinh doanh, thế thì chúng ta cần phải nắm được là cái kế hoạch kinh doanh đó là gì, đúng không ạ? Thì ở đây thì Thuận xin phép được gọi là tóm tắt và đưa ra một cái định nghĩa coi như là cơ bản nhất để mà mọi người đều có thể nắm được cái kế hoạch kinh doanh đó là gì. Thì ở đây thì nó được tóm tắt như thế này: kế hoạch kinh doanh đó là một cái bản mà kế hoạch mô tả cái quá trình kinh doanh của một cái doanh nghiệp trong một khoảng thời gian. Nó đánh giá được việc kinh doanh đã có kết quả như thế nào và tìm kiếm những cái triển vọng để phát triển và thành công ở trong tương lai. Thì đó là một cái định nghĩa rồi điển hình mà trích nguồn là từ Wikipedia. Dạ. Ở đây thì có một cái phân biệt nho nhỏ, bởi vì trong quá trình đi tiếp xúc, đi làm việc với khá là nhiều các anh chị thì mình thấy có một cái vấn đề nhỏ là mọi người hay nhầm lẫn giữa cái hotel business plan và cái hotel sales and marketing plan. Dạ, thì tại vì khi mà dịch ra tiếng Việt á, thì mọi người hay gọi là kế hoạch kinh doanh và tiếp thị. Đó. Cho nên là thật ra nó là cái hotel sales and marketing plan á các anh chị, nhưng mà lại dịch là kế hoạch kinh doanh và tiếp thị. Cho nên là nó đâu đó nó bị nhầm lẫn với lại cái kế hoạch kinh doanh của khách sạn. Ở đây thì nếu mà tiếng Anh thì họ phân biệt rất rõ ràng, một cái là hotel business plan và một cái là hotel sales and marketing plan. Dạ, thì trong cái hotel business plan thì nó có bao gồm cái phần sales and marketing plan ở trong đấy. Dạ, ở chỗ này thì muốn phân biệt ra một cái cho nó mọi người lưu ý cái phần này để mình tránh không có bị nhầm lẫn. Thế thì ở cái điểm này, khi mà chúng ta đang nói đến chủ đề là một cái kế hoạch kinh doanh khả thi, đúng không ạ? Thế thì ở đây cũng nhờ các anh chị, đầu tiên là các anh chị diễn giả có một cái định nghĩa hoặc là một cái nhận định về một cái kế hoạch kinh doanh khả thi theo như anh chị là nó như thế nào. Thì cứ đứng từ cái góc độ và cái kinh nghiệm và cách nhìn của các anh chị, anh chị cho một cái định nghĩa gọi là ngắn gọn nhất có thể nhưng mà nó đầy đủ ý để nói lên được là một cái kế hoạch kinh doanh nó như thế nào. Dạ, thì xin mời ở đây mời anh Hải trước đi. Anh Hải cho một cái định nghĩa đầu tiên đi anh Hải. Cảm ơn Thuận. Mình cũng muốn gói gọn vào trong một vài câu thôi. Dạ. Cái kế hoạch kinh doanh khả thi nhất ở trong khách sạn ấy là cái kế hoạch mà mình lập ra, các đầu mục công việc thể hiện phải được chi tiết này, nhưng mà phải dễ hiểu và quan trọng nhất là dễ thực hiện. Nó phải sát với tình hình thực tế ngay tại cái thời điểm xây dựng kế hoạch đó. Đó là trong suốt thời gian mình làm kế hoạch kinh doanh là đều bám theo những cái yếu tố quan trọng như này để mình làm. Dạ, anh nhắc lại giùm em cái keyword chi tiết rồi gì nữa ạ? Chi tiết, dễ hiểu, dễ thực hiện và quan trọng nhất là phải sát với thực tế nhau. Rồi, sát với thực tế. Dạ. Dạ rồi, ok. Đây Thuận tóm tắt lại các cái ý chính, cái phần ý chính ở trên màn hình để các anh chị cũng cùng theo dõi. Rồi bây giờ tiếp theo mời anh Hoàng đi, ở góc độ của FC anh Hoàng định nghĩa sao anh Hoàng ơi? Về mình á thì kế hoạch kinh doanh khả thi thì nghĩa là nó dựa trên cái những gì mình đã có và mình đang có, và mình sẽ xây dựng dựa trên những cái gì mình đang có để mà cho nó khả thi hơn với cái thực tế. Dù là có thể là sang năm nhưng năm sau, nhưng mình có thể mình dựa trên những gì mình đã có thì mình xây dựng nó. Rồi, thì okay.
nó sát với thực tế hơn. Rồi dựa trên cái cơ sở là những cái đã có, đã có và đang có. Rồi, okay. Phương Anh dưới góc độ của sales marketing. Dạ, dưới góc độ sales and marketing thì một kế hoạch kinh doanh mà khả thi á, là phải làm cho cái đội ngũ sales and marketing cảm thấy được thử thách vừa đủ nhưng mà người ta vẫn hứng thú, tại vì người ta tin rằng người ta sẽ làm được chuyện đó. Rồi, được thử thách, nói chung là nó phải challenge đúng không? Chứ nếu mà nó dễ quá, thì cũng chán đúng không? Nó phải challenge. Rồi, và họ phải có một cái niềm tin là họ có thể đạt được điều đấy. Dạ. Ok. Có niềm tin đạt được. Rồi rồi khía cạnh của revenue sao Hà ơi? Trên khía cạnh của revenue thì đầu tiên em đồng ý với mọi người về việc là một kế hoạch kinh doanh khả thi đầu tiên là phải có khả năng thực hiện được, tức là đi sát thực tế. Thứ hai đấy là phương án đấy hoặc là kế hoạch đó phải là kế hoạch tối ưu. Tại vì có cùng một mục đích nhưng sẽ có rất nhiều con đường để đến đó, và khi mà mình đã đưa ra vào bản kế hoạch để cho tất cả mọi người cùng thống nhất thực hiện và để được phê duyệt thì nó phải là lựa chọn tối ưu nhất trong các phương án. Và cái thứ ba đấy là cái kế hoạch này nó phải giúp được cái giá trị của sản phẩm mà mình hướng tới hoặc là giá trị của khách sạn được tăng lên theo thời gian, tức là nó phải thể hiện ví dụ như là qua cash flow tăng lên này, hoặc là phải có lãi này tăng lên này, hoặc là phải có mình phải chiếm lĩnh hơn được về thị phần của thị trường, tức là những cái phần market share phải thể hiện được một sự tối ưu hơn so với đối thủ sau khi mình thực hiện kế hoạch. Dạ. Rồi, ok. Khoa sao Khoa ơi? Về phần khoa mình, cái phần này mà mình nói cuối thì coi như là các anh chị phía trước là đã nói gần như là các ý hết rồi. Thì khoa cũng chỉ ngắn gọn là với khoa một cái kế hoạch kinh doanh khả thi là thứ nhất là chúng ta phải mình phải coi như là tiếp tục mở rộng phát triển được những cái gì đang là thế mạnh của cái cơ sở kinh doanh của mình. Và thứ hai nữa là tiếp tục là trong một cái kế hoạch kinh doanh đó thì chúng ta tìm cái phương hướng để mà mở rộng với những cái mảng kinh doanh mà nó nằm trong cái khả năng của cái doanh nghiệp của mình. Và cuối cùng là một trong những cái điều yếu tố không thể thiếu được là một cái kế hoạch kinh doanh thì chúng ta phải đâu đó mình cũng phải có một cái plan B, là khi mà một cái kế hoạch kinh doanh chúng ta đặt ra và đương nhiên thì chúng ta mong muốn đạt được 100%, thì khi mà cái kế hoạch kinh doanh nó chỉ đạt được 50% hoặc là 25% giống như là những cái tình hình dịch bệnh đang xảy ra, thì khi mà cái kế hoạch nó đi theo những hướng đó thì cái phương pháp triển khai của chúng ta là gì để mà đạt được cái tối ưu hóa cái lợi nhuận của doanh nghiệp. Rồi, ok, cảm ơn năm diễn giả đã có những cái chia sẻ rất là nhận định rất là ngắn gọn về một cái kế hoạch kinh doanh khả thi, đúng không ạ? Thì ở đây các anh chị tham gia, các anh chị có muốn bổ sung thêm cái ý gì nữa không ạ? Theo như các anh chị thì có cần phải có thêm cái ý gì để cho nó đầy đủ hơn không ạ? Hay là nhiêu đây là đã đầy đủ rồi? Mình thêm một ý thôi nha. Dạ, xin mời anh ạ. Kế hoạch kinh doanh khả thi là cũng phải là kế hoạch là thuyết phục được cả bên công ty quản lý và chủ đầu tư nữa là khả thi nhất. Dạ, phải thuyết phục được đúng không ạ? Thuyết đúng phục rồi. Được. Bởi vì mình có làm tốt như nào mà hai bên này họ không có phê duyệt cho mình cũng chẳng có gì gọi là khả thi nữa. Rồi, ok. Khả thi đây là phải thuyết phục được chủ đầu tư. Ok, một cái ý cũng rất là hay ạ. Vâng, thì trên đây thì chắc có lẽ là cũng đâu đó là tóm gọn được cho các anh chị các cái ý chính là của một cái kế hoạch gọi là kinh doanh của khách sạn khả thi, nó bao gồm những cái gọi là keyword ở đây nó là cái gì. Thì sau cái phần này thì chúng ta sẽ đi đến những cái mục kế tiếp để mà mình nói rõ hơn về cái thành phần mà gọi là nó những cái cấu thành lên một cái kế hoạch kinh doanh khả thi ha. Rồi, tôi xin phép là đi qua ở cái mục kế tiếp. Rồi, tạm thời tôi sẽ lưu lại cái này ở trên, coi như là cái phần video thì mình sẽ lưu lại phần này ha. Mình cứ tiếp tục ở cái phần chia sẻ ở phần kế tiếp.
Thế thì có những câu hỏi đặt ra là những ai là những người tham gia vào cái hoạt động hoạch định cái kế hoạch kinh doanh này, thì đây là những cái vị trí mà Thuận cũng liệt kê ra để mọi người cũng nắm được. Đây là những thành phần gọi là chủ chốt của khách sạn khi mà tham gia vào cái hoạt động làm cái kế hoạch kinh doanh hàng năm của khách sạn. Thì cũng sơ lược cho các anh chị tóm tắt để các anh chị nắm được về cái các cái bước khi chúng ta thực hiện một cái kế hoạch kinh doanh, thì nó có những cái bước như thế này. Tức là nó sẽ có cái khâu là chuẩn bị, đúng không ạ? Chúng ta cần phải chuẩn bị những cái dữ liệu dữ kiện để mà chúng ta làm một kế hoạch kinh doanh cho nó hoàn chỉnh. Sau đó là mình lên một cái khung kế hoạch sơ bộ. Sau khi lên cái khung kế hoạch xong rồi thì mới phát triển cái kế hoạch chi tiết hơn cho từng phần. Thì mỗi người trong đó là những cái thành phần, ví dụ cái nào thuộc sales marketing, cái nào thuộc revenue management, cái nào thuộc bên FC, cái nào thuộc bên vận hành, thì trong đó là phải có chia ra, tức là ai chịu trách nhiệm ở những cái mảng đấy thì người đó sẽ phát triển cái kế hoạch chi tiết. Rồi sau đó thì mới gửi tổng hợp cái kế hoạch đó thành một cái kế hoạch chung. Đó. Rồi sẽ có những cái buổi họp để mình hoàn thiện. Sau khi hoàn thiện thì mình mới trình cái kế hoạch đó cho chủ đầu tư hoặc là cho chủ khách sạn để mà gọi là xin trình duyệt kế hoạch cho năm sau. Thì sau khi mà trình lần một xong thì thông thường là cũng sẽ có bàn lui bàn tới, tức là thảo luận qua lại thì chắc cũng mất thời gian chứ không phải là trình cái đầu tiên là có thể được chấp nhận ngay. Dạ. Thì sau đó là sẽ có những cái điều chỉnh và sau đó mới đưa ra cái bản gọi là final cuối cùng và phê duyệt. Dạ. Thì đây là cái những cái bước triển khai rất là cơ bản để khi mà chúng ta triển khai một cái kế hoạch kinh doanh. Cái thành phần chính của một cái kế hoạch kinh doanh thì ở đây được tóm tắt nó có cả 5 cái yếu tố thôi, có 5 cái thành tố. Là đầu tiên mình sẽ có một cái tổng quan về thị trường, sau đó là cái kế hoạch sales marketing, kế hoạch doanh thu là của bên revenue, đội revenue sẽ làm. Sau đó là kế hoạch sales marketing, kế hoạch vận hành và kế hoạch tài chính. Thì thường là cái kế hoạch doanh thu được làm trước, rồi sau đó là bám theo cái khung mà gọi là cái doanh thu thì mình mới biết được là những cái hoạt động về sales marketing nào để đạt được những cái mục tiêu doanh thu đấy. Đó. Và cái kế hoạch doanh thu thì nó sẽ nằm cùng với lại cái kế hoạch tài chính để mà mình ra được cái P&L, tức là profit and loss cuối cùng. Gọi là lợi nhuận như thế nào khi mà bộ phận tài chính đưa lên cái bảng cân đối tài chính. Thì ở đây là cái năm cái thành tố gọi là quan trọng chính của một cái kế hoạch kinh doanh. Thì sau đây thì chúng ta sẽ đi từng cái thành tố một, từng cái thành phần một. Thì đầu tiên khi mà nói về cái tổng quan thị trường thì các cái yếu tố sau đây là mọi người cần phải có cái thông tin này ở trên cái bảng kế hoạch kinh doanh. Đó là cái tình hình kinh tế vĩ mô nó như thế nào, các chỉ số về mặt kinh tế vĩ mô, rồi thông tin về ngành, các cái thông tin về điểm đến, tình hình cung cầu của thị trường ra làm sao, có thêm nguồn cung nào, khách sạn nào trên thị trường không, có khách sạn nào đóng cửa không, rồi tình hình là có mức độ cạnh tranh nó như thế nào, rồi thông tin các chuyến bay đến các điểm đến, rồi thông tin các cái sự kiện quan trọng, event calendar, ở tại điểm đến đó, rồi các cái xu hướng. Thì đây là những cái điểm chính cần phải có ở trong cái tổng quan thị trường. Thì đối với cái kế hoạch của doanh thu thì Thuận xin mời chắc mời Việt Hà là đại diện cho Revenue Management cũng chia sẻ đến chị các cái kế hoạch doanh thu này thì thường nó gồm những cái thành tố gì, có những cái lưu ý gì quan trọng trong cái kế hoạch này, và những cái khó khăn cũng như là những cái phương án để xử lý khi mà chúng ta gặp phải những cái khó khăn trong quá trình làm cái kế hoạch doanh thu. Rồi làm thế nào để mình có thể thuyết phục được GM và cũng như là owner để mà thông qua được cái kế hoạch doanh thu này. Thì chắc Thuận mời Việt Hà chia sẻ ở cái phần kế hoạch doanh thu này ha. Dạ vâng ạ. Cho phần kế hoạch doanh thu thì đầu tiên là phần market overview như anh Thuận vừa nói là vô cùng quan trọng. Tại vì muốn xây dựng được một kế hoạch doanh thu, đầu tiên mình phải có những cái giả thiết, giả định để đặt lên cái tình huống là mình sẽ xây dựng con số trên những cái cơ sở như thế nào. Tại vì tất cả những cái dữ liệu về thị trường nó đều là dữ liệu về tương lai,
khi mà mình xác định được rằng là những cái dữ liệu đấy là có thể trustable, có thể đáng tin cậy, thì mình mới có thể thiết lập được giả thiết là business assumption đấy ạ, và mình xây dựng được cái kế hoạch doanh thu. Thế thì ngoài đó ra thì một phần mà anh Thuận nói cũng rất quan trọng, đấy là cái phần event calendars. Tại vì forecast của mình là một chuyện, nhưng mà mình tích lũy được là năm sau có những cái sự kiện hoặc là những cái event hoặc là những cái chuyện xảy ra mà nó có thể ảnh hưởng đến cái business performance của mình như thế nào, thì cái đấy nó cũng sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch doanh thu. Ngoài ra thì cái phần trong cái phần phân tích tổng quát về thị trường và cái assumption thì em bổ sung thêm một chút, đấy là mình sẽ phải làm một cái phân tích về đối thủ cạnh tranh. Đối thủ cạnh tranh ở đây thì tùy theo từng khách sạn hoặc là tùy theo sản phẩm mà mình đang hướng tới trong cái kế hoạch kinh doanh, thì có thể là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của mình ở trên thị trường, nhưng cũng có thể là đối thủ cạnh tranh gọi là đối thủ cạnh tranh cùng đẳng cấp ở một khu vực khác, hoặc là có một cái reference về một cái phần hotel groups mà nó có vai trò tương đương. Em lấy ví dụ như là với Metropole thì những hoạt động của bên Park Hyatt ở trong Sài Gòn cũng có thể là một cái cơ sở để mình có thể tham khảo và về phân tích cái hướng đi của các khách sạn ở cùng đẳng cấp. Và ngoài ra thì cái phần phân tích cái tình hình kinh doanh của chính khách sạn mình, tức là cái phần SWOT analysis đã phân tích những cái điểm mạnh, điểm yếu trong cái sản phẩm của mình hoặc là trong cái sản phẩm khách sạn mình cung cấp, thì cũng rất là quan trọng. Dựa trên những cái ba cái yếu tố đó thì bên doanh thu sẽ thiết lập một cái kế hoạch doanh thu với tùy theo từng khách sạn hoặc là từng tập đoàn. Thì ví dụ như là với bên Metropole thì bọn em sẽ xây dựng đầu tiên là với theo phân khúc khách hàng, tại vì phân khúc khách hàng sẽ được áp dụng trên tất cả các cái báo cáo tài chính, nó có một cái sự thống nhất. Thế thì để thiết lập được cái con số ở trên các cái phân khúc bán hàng thì mình phải có những cái kế hoạch xây dựng ở trên các cái phân khúc khách hàng. Thường thường nó phải xuất phát từ cái sự trao đổi giữa bên doanh thu và bên sales and marketing, và tất nhiên là cũng có một cái sự tư vấn và được thống nhất với bên giám đốc khách sạn, tức là với các cái segment, ví dụ như là với kênh online chúng ta sẽ làm gì, hoặc là với kênh corporate contracted thì chúng ta sẽ làm gì, và với phần wholesale thì năm sau đã là năm có cơ hội để phát triển wholesale hay chưa, và nếu không thì chúng ta sẽ phải làm trên những thị trường gì và với chính sách giá như thế nào. Thế thì với những cái strategy căn bản như thế, đấy là những cái điều kiện tiên quyết để bên doanh thu có thể xây dựng được cái kế hoạch doanh thu bằng con số để làm cơ sở cho các bộ phận khác. Và khi mà xây dựng kế hoạch doanh thu bằng con số theo các phân khúc thị trường, thì từ đó bên doanh thu sẽ phát triển thêm những cái chi tiết, đấy là theo có thể theo day levels, hoặc là theo tháng, hoặc là theo quý, và phân bạn theo loại phòng hoặc là phân theo thị trường. Tại vì là cái kế hoạch doanh thu này khi mà mình phân tích theo nhiều nguồn khác nhau thì sẽ giúp cho bên sales and marketing cũng như là bên operation, bên F&B có những cái kế hoạch cho phần chi tiêu của bộ phận, cũng như là cho phần manning nữa, cho phần nhân sự. Ngoài ra thì trong cái kế hoạch doanh thu đó ấy, thì mình sẽ phải lưu ý một số những cái phần chỉ số doanh thu rất là căn bản. Ví dụ như khi mà mình làm thì mình sẽ phải quan trọng xem là trong những cái với những cái con số như vậy thì cái year over year, tức là cái sự tăng trưởng hàng năm mà kế hoạch doanh thu mới này mang lại so với một năm tham khảo, ví dụ như là vào năm 2022 thì có thể năm tham khảo mình dùng là năm 2019, thế còn thông thường thì mình sẽ dùng là dữ liệu của năm trước và năm tham khảo thì nó có cái sự tăng trưởng hàng năm hay không. Cái thứ hai là cái số liệu doanh thu hoặc là cái mục tiêu doanh thu mà mình đưa ra như thế này thì nó đã đạt được cái sự gọi là vượt trội hoặc là mang lại cái ưu thế của cái sản phẩm khách sạn mình so với cái đối thủ cạnh tranh hay chưa. Và ngoài ra là những cái doanh thu đó thì mình đã bao gồm những cái doanh thu mà những cái cơ hội đột xuất mang lại, có thể ví dụ như là như năm ngoái thì mình có sự kiện là Formula One, thì cái đấy mình cũng phải tính vào trong sự kiện doanh thu, hoặc là những cái National Holidays là những cái sự kiện mà có thể bên F&B cũng sẽ mang lại rất nhiều cái cơ hội để có thể tăng cả số lượng covers lẫn số lượng average check, thì những cái cơ hội doanh thu đấy là mình đã tính vào phần doanh thu hay là chưa. Và cái cuối cùng đấy là trong cái kế hoạch doanh thu thì mình sẽ phải tính đến những cái loss and gain, tức là có những cái sự kiện thì nó sẽ mang lại cái revenue tăng thêm, nhưng cũng có những cái sự kiện mà có thể gây ra cái sự tổn thất về doanh thu, ví dụ như là sự thay đổi
supply của thị trường hoặc là một số những cái kế hoạch sửa chữa sản phẩm trong khách sạn chẳng hạn, thì những cái giai đoạn đó có thể gây ra một số những cái ảnh hưởng nhất định đến business của khách sạn, và phần doanh thu cũng sẽ phải có bao gồm cả những cái tính toán đó. Thế thì tóm lại ở đây rằng là một cái kế hoạch doanh thu nó sẽ có bao gồm về dữ liệu, nó sẽ có 3 phần chính. Đấy là cái phần doanh thu để đảm bảo được có cái sự tăng trưởng hàng năm. Cái thứ hai là những cái sự kiện thì phần doanh thu cũng sẽ phải tính tới. Cái sự kiện ở đây có thể mang lại doanh thu chiều dương, cũng có thể mang lại doanh thu chiều âm. Và cái thứ ba là cái sự vượt trội so với cái đối thủ cạnh tranh. Thế còn một số những cái lưu ý khi mà mình làm cái kế hoạch doanh thu ở đây ấy, thì thứ nhất là cái dữ liệu mình sử dụng nó luôn luôn phải là cái dữ liệu có một cái sự thống nhất. Ví dụ như là phải cùng với một số những cái brand, ví dụ như là với Accor thì bọn em sử dụng dữ liệu là bao gồm 5% service tax. Như vậy thì khi mà mình phân tích đối thủ cạnh tranh, sử dụng những cái dữ liệu về cạnh tranh thị trường thì cũng phải có bao gồm 5% service tax vào trong doanh thu để đảm bảo là mình có một cái sự so sánh đúng chính xác. Cái thứ hai là dữ liệu mình lấy là nó phải từ nguồn tin cậy. Từ nguồn tin cậy ở đây thì với những tập đoàn lớn thì họ sẽ có ưu thế là họ sẽ có corporate office hỗ trợ đưa ra cho mình một số những cái nhận định về thị trường dựa trên những cái nghiên cứu hoặc là dựa trên cái so sánh với những cái brand khác. Còn nếu không thì mình sẽ phải dựa vào một số những cái tool, những cái business intelligence hoặc là dựa vào một số những công ty làm research mà có cái uy tín rất là lớn trên thị trường để đảm bảo rằng là cái dữ liệu mình dùng là phân tích để có cái cơ nó khả quan. Cái thứ hai đấy là những cái lưu ý thứ hai đấy là bất kỳ liệu mình đưa ra thì đều phải có tham chiếu, tức là phải có sự so sánh. So sánh ở đây tức là mình xây dựng doanh thu cho năm sau nhưng mình phải so sánh với một cái năm khả quan. Ví dụ như năm 2022 có thể dùng so sánh với năm 2019 nhưng cũng đồng thời là so sánh với những cái năm trước đấy, ví dụ như năm 2021. Cái thứ ba đấy là khi mà mình làm các cái chiến lược với bên giám đốc sales và với bên các giám đốc các bộ phận, sau đấy mình làm số, thế thì cái chiến lược và cái con số nó phải thể hiện, nó phải khớp với nhau. Rất nhiều trường hợp thì khi mà em làm cái business review ấy, thì em thấy rằng là cứ wording thì một đằng con số một nẻo, thì cái đấy nó cũng rất là khó để đảm bảo một cái sự hợp thống nhất trong cái kế hoạch kinh doanh. Thế còn để có thể thuyết phục được bên chủ đầu tư thì em nghĩ rằng là nó có một số những cái điểm chính trong cái kế hoạch doanh thu. Thứ nhất đấy là cái con số trình bày và cái diễn giải trong cái kế hoạch kinh doanh của nhà mình nó phải trình bày rõ ràng, đúng trọng tâm, nó phải bao hàm được tất cả những cái điểm quan trọng ở trong cái kế hoạch kinh doanh, và với một cái định hướng tích cực như là bạn Phương Anh vừa nói này ấy, thì là nó phải có một chút challenge vào đấy, nó phải có một cái sự tăng trưởng vào đấy, chứ nhiều khi mình cứ negative quá hoặc là mình an toàn quá thì cái đấy nó rất là khó để thuyết phục mọi người rằng là có nên thực hiện hoặc là nên dành thời gian cho cái kế hoạch đấy hay không. Cái thứ hai nó vẫn là cái tính khả thi, tức là nó phải bám sát thực tế. Dù là mình rất là muốn nó tăng trưởng nhưng cái thực tế nó như thế nào, hoặc là mình còn có rất nhiều những cái kế hoạch sửa chữa vào năm sau, hoặc là có rất nhiều đối thủ cạnh tranh sẽ ra đời vào năm sau, đấy thì mình có nên tích cực quá hay không, mà nên feasible một chút để đảm bảo rằng là cái kế hoạch đấy nó có thể được áp dụng trong thực tế chứ không phải dùng đến plan B như là khoa yêu khoa có gợi ý cho bọn mình, đúng không? Tốt nhất là mình cứ dùng cái kế hoạch A. Và cái thứ ba đấy là nó là cái phương án tối ưu mà mang lại cái giá trị gia tăng cho chủ đầu tư. Chủ đầu tư thì họ quan tâm nhất là cuối cùng cái số tiền của tôi nó có tăng lên theo hàng năm hay không. Như vậy thì cái số tiền tăng lên theo hàng năm bằng cách nào? Thứ nhất là nó thể hiện rõ là cái số tiền trong tài khoản, cái cash cash flow của nhà mình hoặc là cái số GOP của nhà mình. Và cái thứ hai là cái giá trị của Metropole nó phải có một cái sự tăng trưởng so với đối thủ cạnh tranh để đảm bảo là cái giá trị sản phẩm nó càng ngày càng cạnh tranh ở trên thị trường. Cái đấy nó mới thuyết phục được chủ đầu tư rằng là rõ ràng là mình dành thời gian, mình dành nhân lực và cái kế hoạch đấy là hiệu quả. Với những cái chỉ số doanh thu mà rõ ràng như thế, phải có những cái tham chiếu như thế thì bên chủ đầu tư và bên kể cả hotel manager cũng rất dễ để có thể làm việc với nhau và có những cái cơ sở để trong cái quá trình mình thực hiện cái kế hoạch đấy, kể cả trong trường hợp kế hoạch đấy được thực hiện thì mình cũng bên chủ đầu tư và bên GM cũng có thể kiểm tra xem là từng giai đoạn một thì cái kế hoạch đấy nó thực hiện nó có tốt hay là không. Đó là tất cả những cái ý kiến mà em đưa ra khi mà mình xây dựng cái kế hoạch doanh thu ạ. Xin cảm ơn. Ok, rồi cảm ơn Hà rất nhiều.
Sao các anh chị khác có ai bổ sung thêm ý kiến gì về kế hoạch doanh thu này nữa không ạ? Có ai thấy còn thiếu gì nữa không ạ? Phương Anh, đứng góc độ sale marketing có thêm ý kiến gì không em? Dạ không, bên sales and marketing em thì em đồng ý với những gì mà chị Hà chia sẻ, với lại em chỉ bổ sung chút xíu thôi, đó là cái việc mà xây dựng kế hoạch doanh thu và kế hoạch sales and marketing thực chất nó là một cái quá trình đối thoại hai chiều giữa giữa bên revenue và bên sale, và thậm chí với một số khách sạn đi, nó còn là một cái quá trình đối thoại đa chiều. Từ đầu chí cuối thì những cái người những cái nhân vật chủ chốt mà tham gia vào quá trình xây dựng kế hoạch kinh doanh, như là tổng giám đốc này, như là director finance này, đều cùng nhau thảo luận từ những bước đầu, xong rồi mọi người mới bắt đầu về làm cái phần việc của mình. Thì cái đó nó em thấy là nó mang lại cái hiệu quả cao hơn so với việc là từng bộ phận mình làm riêng lẻ. Tại vì cuối cùng thì tất cả cũng đều phải gom lại thành một cái bản kế hoạch chính của khách sạn, đúng không ạ? Thì ngay từ đầu mình đã đối thoại, mình đã ra được cái phương hướng để làm và thống nhất với nhau theo cái direction nào đó, thì cái quá trình làm kế hoạch kinh doanh nó sẽ ngắn lại và nó hiệu quả hơn nhiều. Yeah. Rồi, ok. Cảm ơn em rất nhiều. Anh tài chính, anh Hoàng có ý kiến gì ở chỗ này không anh Hoàng? Phần top line. Thấy cũng nói chung là rất rất đầy đủ. Về phía của bên mình chỉ có thông thường thế này này, khi mình làm một cái sale marketing plan luôn luôn phải làm trước cái business plan, mình sẽ dựa trên tất cả những chỉ số mình đã nói rồi, cái gì đã có, đang có, và cái xu hướng cái thị trường của mình là gì, mở rộng hay sao và như thế nào, thì thông thường đây đó khi đó mình sẽ thảo luận giữa GM, USM, Revenue Manager, FC chẳng hạn, thì mình đưa ra những cái show marketing plan cho nó khả thi. Dạ, yeah, ok, rồi vậy là cũng ý của Việt Hà đây cũng đã phủ, nói chung là phủ được như là đầy đủ các cái ý. Chắc ở cái phần kế hoạch gọi là doanh thu, kế hoạch revenue này thì chắc là mình sẽ thông qua, coi như là các anh chị cũng đã có được một cái nhìn, cái kế hoạch gọi là quan trọng, cái thành tố quan trọng đầu tiên của một kế hoạch kinh doanh. Đó là nó có bao gồm những cái hạng mục như thế này. Thì bây giờ mình sẽ thông qua, mình đi tiếp qua một cái thành tố kế tiếp ha các anh chị ha. Ok. Rồi, đối với cái kế hoạch số 2 là nó liên đới khá là trực tiếp với cái kế hoạch doanh thu. Đó là cái kế hoạch sales and marketing. Giống như là chúng ta sau khi có được một cái định hướng về mặt rồi tăng trưởng như thế nào, là về mặt doanh thu á, thì chắc chắn là nó phải đi kèm với những cái định hướng về mặt sales and marketing, gọi là nó phải align với nhau, nó phải phù hợp với nhau, thì gọi là nó mới thuyết phục được, nó mang tính thuyết phục được. Thì ở phần này thì chắc mời Phương Anh đứng ở góc độ là giám đốc sales and marketing để chia sẻ về một cái kế hoạch kinh doanh, một cái kế hoạch sales and marketing thì nó bao gồm những cái gì và những cái quan trọng về cái kế hoạch này như thế nào. Thì xin mời Phương Anh. Dạ. Yeah. Thì theo như cái kinh nghiệm của em á, thì kế hoạch sales and marketing á, dĩ nhiên là tùy khách sạn và tùy cái mô hình kinh doanh của từng khách sạn, từng resort, từng vùng. Nhưng mà cái cốt lõi của cái kế hoạch này nó cũng chia làm hai phần lớn thôi. Thì sales and marketing, mình có sale và có marketing. Thì đầu tiên cái mảng sale á, mình sẽ có cái con số và cái chiến lược chi tiết cho từng cái segment ở trong phần sale. Thì ví dụ như đối với bên Hyatt tụi em đi, thì phần của Direct USM là gồm rooms và events revenue. Thì cái kế hoạch kinh doanh của bên DSM Present thì sẽ bao gồm cả phần room, doanh thu phòng và doanh thu cho tiệc, phần hội nghị. Thì mình sẽ đi từ mảng lớn đi xuống mảng nhỏ, mình bẻ nhỏ ra. Ví dụ cái doanh thu phòng của mình, cái miếng bánh của mình sẽ gồm những cái segment nào. Ví dụ có MICE, có corporate, có wholesale, có OTA vân vân. Thì qua năm sau những cái segment đó sẽ tăng giảm như thế nào? Tăng giảm ở đây mình lại chia nhỏ xuống làm ba cái thành tố chính, là gồm có số lượng phòng này, có giá trung bình, và cuối cùng là cấu thành cái doanh thu của cái segment đó.
tại sao lại tăng 5% không phải tăng 7% vân vân. Thì tất cả những cái điều này là đã được đối thoại và trao đổi trực tiếp giữa bên sale và bên revenue. À, một cái mà em thấy rất là quan trọng mà cần phải phải có sự đồng điệu nhịp nhàng giữa ba bên, đó là những cái thông tin mà từ cái người sale quản lý từng cái segment họ phải feed về cho cả DSM và cả người làm revenue. Em lấy ví dụ đi, ví dụ hôm nay cái năm nay cái khách sạn đó mình có cái segment corporate, khách doanh nhân, thì mình có một cái account lớn, giả sử công ty ABC gì đấy, hàng năm công ty đó mang về cho mình 2.000 đô la. Và nếu mình cứ theo cái số liệu cũ thì mình nói là ok, 7 năm sau mình dự đoán là cái công ty này làm ăn đang rất tốt, mình có thể tăng thêm thành 3.000 đô la v.v. Nhưng mà cái người quản lý segment họ phải nắm rõ cái segment của họ, họ phải hiểu rõ từng account, họ phải viết lại cho mình những cái thông tin mà có thể làm thay đổi chiến lược. Ví dụ năm sau công ty đó cắt giảm nhân sự hoặc là cắt giảm cái mảng business của họ ở Việt Nam, họ thu hẹp lại, họ sẽ không thể nào đem về 2.000 đô la nữa. Thì mình đang có 2.000, bây giờ mình mất 1.000 rồi, mình còn 1.000 thôi. Thì nội trong cái segment corporate thôi, từ 1.000 mình tăng lên 3.000, các bạn sale, các bạn có làm được hay không? Cái chiến lược của các bạn là gì? Các bạn sẽ tăng cái lượng account mới hay là các bạn vẫn nhìn lại trong danh sách các account bạn đang có và bạn push cho từng account, bạn produce thêm? Thì tất cả những cái thông tin đó mình phải gom về hết một mối ngay từ đầu để mình ra được vừa cái con số cho cái segment đó và vừa cái hướng đi cho segment đó. Tương tự như là cái những cái segment khác, đặc biệt là trong cái bối cảnh là dịch bệnh hiện nay và cái bối cảnh những cái năm sau là người được tin rằng đó là những cái năm hồi phục. Chắc là cái giai đoạn mà làm kế hoạch kinh doanh đó, mọi người cũng sẽ nhận được rất là nhiều report. Những cái tổ chức uy tín trên thế giới họ đều vào những cái thời gian như thế này này, họ sẽ đưa ra những cái phân tích, những cái báo cáo rất là chuyên sâu. Nhưng mà báo cáo của trên vùng là một chuyện, những cái người làm sẽ là những cái người mà hiểu rõ nhiều nhất. Ví dụ như những anh chị nào đang làm wholesale thì mình nói là wholesale năm sau cũng sẽ trên đà hồi phục. Nhưng mà giả sử trong list account của mình có 100 công ty du lịch mà bây giờ hết 80 công ty du lịch đang đóng băng, đang đóng cửa, thì liệu năm sau 100 công ty đó bao nhiêu công ty sẽ quay về, sẽ mở cửa và bắt kịp cái đà tăng trưởng? Thì tất cả những chi tiết nhỏ đó mình đều phải consider hết để nó ra được cái con số và cái hướng đi cho cái segment của mình. Tương tự với chuyện của doanh thu hội nghị, doanh thu phòng cũng như vậy thôi ạ. Phần thứ hai là phần marketing á, thì cái điểm mà cần lưu ý nhất đối với việc lập kế hoạch marketing đó là sale thì mình có phòng, có hội nghị, nhưng mà cái team marketing của mình sẽ phải lập cái kế hoạch marketing cho cả khách sạn, trong đó phải bao gồm cả F&B, cả spa, thậm chí giả sử năm sau nếu khách sạn có một cái kế hoạch là làm ngày hội việc làm hay là tung ra một cái chương trình thực tập mới, tất cả những việc đó đều cần ngân sách marketing. Thì ngay trong thời điểm mà mình làm kế hoạch marketing, mình có nắm được những thông tin đó hay không? Mình có cho vào được cái ngân sách chung của mình hay không? Tại vì các bộ phận riêng lẻ đó họ sẽ không có cái ngân sách marketing riêng của họ, mà tất cả sẽ chạc về các ngân sách marketing chung của khách sạn. Thì đây là cái mà em thấy rất là nhiều bạn, các bạn cũng hay bị miss á. Thì khi mà mình plan, mình sẽ bị miss những cái nhỏ nhỏ đó, đến rốt cuộc vào năm sau vào thực tế thì mình bị thiếu. Cái khó khăn ở đây là một số cái kế hoạch của bên operation, bên F&B, bên spa, thì họ khó có cái khả năng đưa ra những cái dự đoán là ok, vào năm sau, vào tháng 8, tháng 9 đó tôi sẽ làm cái gì. Thường bên operation cung cấp thông tin cho bên marketing nó sẽ hơi ngắn hạn một chút. Ví dụ tháng này thì họ sẽ cung cấp thông tin cho 2-3 tháng tới. Vậy thì làm sao từ giai đoạn tháng 8, tháng 9 năm nay mình plan được những cái hoạt động marketing cho những bộ phận đó cho năm sau? Thì theo kinh nghiệm của em là em chỉ tập trung vào những cái campaign lớn thôi, bắt buộc phải có. Ví dụ khách sạn bắt buộc phải bán bánh trung thu. Ví dụ khách sạn bắt buộc phải có festive season. Ví dụ khách sạn bắt buộc phải có những cái như là ngày Valentine, như hồi nãy chị Hà có nói, những cái calendar, những cái ngày quan trọng. Thì dựa vào những ngày đó mình sẽ ra được cái chi phí chung chung. Sau đó mình sẽ cho hàng tháng những cái chi phí cố định, như là những cái monthly promotion, những cái activity hàng tháng của bên operation. Thì sau đó mình mới gom lại ra được các số tổng của cả sales marketing.
cái khó khăn mà khi làm kế hoạch kinh doanh, kế hoạch marketing thường á, nó sẽ rơi vào cái việc là thường gặp nhất là yêu cầu hãy tăng doanh thu lên và hãy giảm chi phí xuống. Thì em nghĩ là cái cách tiếp cận nó có hai hướng. Một số anh chị cũng hay nói vui là ok, thì khi mình thuyết trình á, mình làm được 10 đồng thì mình nói là mình làm được 9 đồng thôi, thế nào mình cũng bị ép tăng thêm 1 đồng nữa, thì lúc đó mình hẳn đưa ra 1 đồng đó. Hoặc là mình bảo mình cần xài 5 đồng thì mình nói lố lên một tí là mình xài 6 đồng, xong mình sẽ bị cắt xuống vừa 5 đồng là đủ. Thì cái này là nên làm cái văn hóa của cái khách sạn như thế nào, cái mối quan hệ giữa DSM, giữa GM, đảng tập finance, đảng tập revenue nó như thế nào. Cái không có một cái công thức chuẩn cho cái việc là bạn làm sao thuyết phục được cái những cái con người liên quan đó cho cái kế hoạch của mình. Nhưng mà theo em thấy tốt nhất là làm ngắn gọn. Tại sao tôi làm được bao nhiêu đó? Đây là những lý do. Thì lý do là bạn phải biết rõ số liệu của bạn, bạn biết rõ khách hàng của bạn, bạn biết rõ cái chiến lược của bạn. Thì miễn sao bạn có thể trả lời rành rọt và nó hợp lý, nó thuyết phục, nó dựa trên những cái nền tảng mà khách sạn đưa ra, cái đường hướng chung của khách sạn đưa ra là được. Còn việc mà hơi có nhiều cách để tiếp cận khác nhau thì đó là tùy cái văn hóa của mỗi khách sạn ạ. Em xin nói ạ. Rồi, anh cảm ơn Phương Anh. Rồi đứng ở cái khía cạnh của sales and marketing thì các anh chị cũng thấy rằng thật ra thì cái phần của sale á, thì các anh chị thấy là chính là vẫn là tập trung vào câu chuyện là segment và account. Có hai cái yếu tố anh chị cần phải nhớ. Là khi mà làm kế hoạch thì chắc chắn phải làm chi tiết cho từng segment. Từng segment đó nó gắn với từng cái account nào, tức là từng cái công ty nào. Thì vẫn phải xuất phát từ cái chuyện là từng cái người sale, từng cá nhân của mỗi người sale khi mà quản lý account thì các bạn phải nắm được rất là sát các cái account của mình. Thì từ đó các bạn mới đánh giá và đưa ra được một kế hoạch nó mang tính chính xác được. Thì từ những cái chính xác mang tính gọi là chi tiết ở phía dưới, gọi là thì bottom up nó lên đó, thì cái kế hoạch lớn của chúng ta nó mới ra được một cái cục tổng, nó mới khả thi. Đúng không ạ? Thì cái đó nó mới mang tính được tính khả thi. Thấy có Hà Nguyễn raise hand, xin mời Hà. Dạ vâng, em nghĩ là phần của Phương Anh là khá là chi tiết và cũng khá là đầy đủ về cái kế hoạch kinh doanh mà bao gồm sales and marketing trong đó. Em chỉ bổ sung thêm một chút, tại vì cái đấy thì thực ra nó cũng không hoàn toàn chỉ là mỗi bên sales and marketing, nó cũng có một chút input của phần revenue, và rất nhiều khách sạn thì thậm chí là sales hay revenue còn bỏ qua phần này mà lại để cho bên finance phải tự động tính. Đấy là cái phần chi phí liên quan đến booking, hay mình còn gọi là cái acquisition cost cho từng booking một. Thế thì cái acquisition cost ở đây nó có thể có những cái gì? Ví dụ như là hệ thống cái chi phí cho đặt phòng, reservation fee, hoặc là commissions cho travel agent, và đặc biệt một cái phần quan trọng cho những tập đoàn lớn, đấy là phần loyalty. Thì tất cả những cái chiến lược cho từng segment này nó sẽ liên quan trực tiếp đến cái việc tăng hay là giảm chi phí. Và thực ra mà nói thì khi mà cái con số doanh thu được submit ấy, thì mình cũng sẽ phải tính đến net revenue, tức là cái doanh thu mình đề xuất ra và sau khi mà mình đã trừ những cái chi phí như là em vừa nêu. Chứ mình đang chưa nói đến cái phần là chi phí cho hoạt động và manning nha, mà mới chỉ là chi phí liên quan đến booking thôi ạ. Rồi, ok. Một lưu ý chỉ liên quan đến cái phần chi phí của booking là bao gồm reservation fee, ha, commission, rồi loyalty. Thì đây cũng là cái nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái giá, gọi là cái revenue thu về của mình. Khoa, thế thì ở khía cạnh của F&B chắc Khoa cũng về cái ở đây thì ở đây là đang nói chung về sales marketing. Tuy nhiên thì ở phía cạnh là mình vừa mới chia sẻ từ phía là kế hoạch doanh thu rồi cũng như là cái kế hoạch tổng thể về sales marketing cho F&B á, thì Khoa có cái chia sẻ gì thêm ở phần này không Khoa? Thì về cái phần mà F&B ở trong khách sạn thì khi mà mình lên một cái kế hoạch kinh doanh á, thì thực ra thì với F&B thì nó sẽ có nhiều outlet F&B ở trong một cái khách sạn. Thì trong đó thì sẽ có những cái outlet là nó phụ thuộc phần lớn vào cái occupancy và cũng như là cái đối tượng khách hàng ở trong khách sạn là như thế nào,
và cũng có một số outlet là nó sẽ có cái sự tác động bên từ phía bên ngoài là working guests hoặc là ở cái local foodies. Thì Khoa chỉ chia sẻ về cũng chuyên về về một số thông tin về bên F&B, thí dụ như là trong F&B ở trong khách sạn thì những cái outlet mà nó phụ thuộc vào số lượng khách ở trong occupancy là có những cái nhà hàng như là nhà hàng all day dining hoặc là khu vực room service hoặc là cái lobby lounge, thì đó là những cái nơi mà nó sẽ phụ thuộc vào cái lượng khách ở trong khách sạn. Thì nên là khi mà F&B mà lên muốn làm cái kế hoạch kinh doanh ở những khu vực này thì cũng phải có cái việc mà làm việc chặt chẽ với bên phía bên sales marketing để mà mình nắm được là cái số lượng mà occupancy dự kiến cho của trong thời gian sắp tới hoặc là năm sau như thế nào theo từng segment. Vì đương nhiên thì theo tùy mỗi segment hoặc là mỗi đối tượng phòng, hoặc là nói ví dụ như là khi mà chúng ta ở trong một cái resort thì mình hotel rooms thì có thể là tỷ lệ khách ở phòng là 2.3, hoặc là nếu mà chúng ta có villa thì một villa có thể nó sẽ có khoảng 5 đến 6 khách. Thì với F&B thì mình phải nắm được cái số lượng khách thực tế dự kiến ở trong khách sạn để mình lên dự kiến cái cover ở đội ở outlet nó chính xác. Thì cái đó ở cover ở khu vực là mình sẽ gọi là cái capture ratio. Thì với từng cái mảng, giống như khi mà khách xuống ăn sáng thì cái capture ratio của mình nó sẽ ở mức nào? Nó sẽ ở mức 85%, 90% hay là 95%. Tỷ lệ khách working của mình là bao nhiêu trong những cái trường hợp đó? Khi mà mình đã nắm được cái những cái số cover rồi thì cái việc mà nắm được cái average check, cái lượng mà khách spending trung bình cho từng cái bữa ăn của họ trong các outlet như thế nào. Đó là lý do tại sao mà với khi mà các bạn làm kế hoạch kinh doanh như thế thì đòi hỏi là tất cả các outlet khi mà ghi nhận lại cái doanh thu cũng như ghi nhận lại cái số lượng khách đến từng outlet là nó phải chính xác. Đây là một cái điều mà đa số là các bạn gọi là không có, thật sự không được sự quan tâm lắm, vì khi mà các bạn chỉ tập trung vào việc phục vụ khách nhưng mà quên những cái yếu tố này. Vì những yếu tố này mà nó không chính xác thì mình lên cái kế hoạch kinh doanh nó cũng sẽ rất là không chính xác được. Về cái đương nhiên là cái phần về doanh thu ở đây thì nó cũng sẽ phải theo từng tháng, theo từng mùa cũng như là theo cái từng dịp đặc biệt. Như là đối với F&B, những cái ngày đặc biệt như Noel hoặc là New Year Eve, mình hoàn toàn một ngày doanh thu đó có thể là bằng nửa tháng bình thường, là đó là cái điện là rất là có thể xảy ra. Rồi thì để mà nói thêm về cái khu vực thì bây giờ mình sẽ nói về một cái những outlet mà nó không phụ thuộc hoàn toàn vào cái hotel occupancy. Thì đó thường thì trong khách sạn mình có thể có những cái nhà hàng fine dining hoặc là những nhà hàng signature restaurant, thì đó là những nơi mà mình sẽ mở rộng ra cho cái đối tượng mà khách working hoặc là ở khách ở khu vực ở thành phố đó họ sẽ đến sử dụng dịch vụ rất là nhiều. Có thể tỷ lệ là đôi lúc là 50-50 so với lại khách ở trong cái khách sạn hoặc resort. Thì khi mình nói đến cái nhà hàng mà riêng biệt ở trong cái khách sạn của mình đó, thì chúng ta phải chắc chắn được là cái concept của nhà hàng của mình nó cũng phải là mình phải là nắm rõ ràng. Và thì một trong những cái yếu tố để mà mình nắm là khi mà mình xây dựng một cái kinh doanh trong một cái nhà hàng như thế thì nó cũng liên với lại cái phần về marketing, là cái 5 P's, từ product, price, place, promotion hoặc là cái people. Một cái nhà hàng của đó của chúng ta thì cái điểm mạnh của nhà hàng của mình là gì, đúng không? Mình phải luôn luôn cái việc mà phân tích SWOT nó cũng phải áp dụng luôn cho cả bên khu vực F&B. Những cái điểm mạnh của mình, những cái điểm mình cơ hội phát triển của mình là như thế nào. Đối với một cái nhà hàng riêng biệt đó thì cái việc mà đánh giá được cái đối tượng, xác định được đúng cái đối tượng khách hàng, cái target audience của chúng ta chính xác, thì mình sẽ có kế hoạch để mà mình tiếp cận đối tượng khách hàng đó nó phù hợp, cũng như là mình build up cái loyalty members cho cái nhà hàng đó. Và với F&B, một trong những cái yếu tố mà để mà làm nên cái sự quan trọng nhất là chúng ta phải luôn luôn phải chú ý đến cái key USP, cái unique selling point của nhà hàng của chúng ta là gì. Cái unique selling point đó nó có thể là về món ăn, nó có thể là về chất lượng phục vụ, hoặc là nó có thể là vì chúng ta có một cái địa điểm nó rất là đẹp ở trong thành phố. Thì khi mà mình xác định được cái USP của chúng ta rồi thì chúng ta sẽ biết là điểm mạnh để mà chúng ta phát triển cái phần đấy. Để mà làm một cái kế hoạch kinh doanh thì ngoài việc là chúng ta dựa trên những cái gì mà F&B chúng ta đang chạy đã có và ổn định, thì đôi lúc chúng ta cũng phải, vì F&B nó không phải là một cái mô hình mà chúng ta sẽ có thể sử dụng từ năm này qua năm sau, mà
F&B nó là một cái gọi là mình phải theo trend, nên là khi mà các bạn mà mình nắm về một cái F&B thì chúng ta phải luôn luôn cập nhật được những cái trend mới trong cái ngành ẩm thực, để mà từ đó đôi lúc thì chúng ta sẽ phải đưa ra đề xuất ra những cái investment mới để mà thuyết phục với bên GM cũng như chủ đầu tư, tái đầu tư hoặc đầu tư vào những cái mới để mà mình theo kịp trend cũng như là thu hút được cái đối tượng khách hàng. Thì đương nhiên là để mà có một cái từ mà khi mà các bạn muốn được đầu tư để mà đạt được cái chỉ số kinh doanh tốt thì luôn luôn phải nhớ từ là investment, nó sẽ đi kèm với một cái từ là ROI, là return on investment. Bất cứ một cái các bạn muốn được đầu tư thì bắt buộc là mình, khi mình đầu tư như thế thì phía bên chủ đầu tư họ sẽ được đạt được lại cái doanh thu như thế nào, thì cái tỷ lệ lợi nhuận bao nhiêu, và trong bao lâu thời gian đó thì cái mức độ đầu tư họ sẽ được nhận lại. Đương nhiên ngoài ra thì việc phối hợp chặt chẽ với bên cái bộ phận marketing để mà mình làm cho nó phù hợp thêm, đưa ra các timeline cũng như là các tổng doanh thu và cái tăng trưởng của cái khu vực F&B của mình. Thì đó là cái hai cái khu vực mà về ẩm thực ở trong khách sạn Khoa cũng muốn chia sẻ với mọi người. Rồi, anh cảm ơn Khoa. Các anh chị tham gia khác có ai muốn bổ sung thêm cái phần kế hoạch sales and marketing này ở trong phần hotel không ạ? Anh Thuận ơi, về phần chatbot á, em có nhận được sự chia sẻ của anh Viết Cường. Chắc là mời anh Cường mở mic lên, anh Cường chia sẻ cái nội dung của anh ha. Dạ, dạ em mời anh Cường. Cường xin chào tất cả các anh chị. Thật ra thì các anh chị đã trình bày khá đầy đủ rồi, thì Cường chỉ bổ sung thêm thôi vào cái phần sales. Thì như Cường đã có ghi trên cái phần chatbot á, thì thật ra là cái quan trọng nhất của việc sales đó là mình cần phải lập về cái chiến lược về giá và cấu trúc giá trên tất cả các kênh và các segment. Cái là cái quan trọng nhất, nó phải phù hợp với lại cái chiến lược tổng thể của cái property của mình. Thứ hai là mình cũng vẫn phải lập trong cái dạng SWOT. Và một cái lưu ý nữa là nếu mà mình không biết là các anh chị làm trong cái brand lớn như thế nào, thì Cường đã làm cả brand lớn và trong cái local hotel hoặc local resort, thì vẫn có phải budget về cái nhân lực sale trong cái team sale của mình. Mình vẫn phải luôn có một cái budget về cái team sale của mình. Cường bổ sung thêm cái phần về marketing thì cần có thêm về cái budget về cái business travel plan. Đó là các business plan khi mà mình đi travel hoặc là mình làm trade show hay là mình giữ các hội chợ, thì nó cũng nên đưa vào trong cái budget của mình. Cái budget về làm các sự kiện để thu hút khách trong cả một năm chiến lược của mình khi mình làm marketing và quảng cáo trên tất cả các kênh, từ các báo giấy, digital, và dành một phần kể cả làm budget cho farm trip. Thì Cường chỉ bổ sung một cái số thông tin như vậy thôi. Rồi, ok. Cảm ơn Cường. Cũng là những cái ý kiến đóng góp thêm để các anh chị có thêm chi tiết hơn về cái kế hoạch kinh doanh. Thấy Dũng có hỏi gì đó Dũng ơi. Mời Dũng luôn, mở mic luôn đi Dũng. Em xin chào các anh chị ạ. Ok, Dũng cứ go ahead đi Dũng. Em xin hỏi là anh Khoa là cái capture ratio là khoảng bao nhiêu phần trăm cho hotel, bao nhiêu phần trăm cho resort anh ha? Tại vì cái phần này cũng khá là quan trọng á. Dạ, anh có thể chia sẻ khoảng thôi cũng được, chứ không cần chính xác á. Dạ, cảm ơn anh chị. Về cái capture ratio này á, thì thường á thì nói về breakfast đi thì phần lớn là nó sẽ phụ thuộc vào cái gói phòng mà bên marketing của mình bán cho khách. Thì đa số là thì thường thì mình thấy là cái tỷ lệ mà include breakfast nó sẽ đâu đó nằm ở trong khoảng dao động từ 85 cho tới 90%. 85 cho tới 90%. Và đương nhiên sẽ có những cái đối tượng khách hàng gọi là du lịch riêng lẻ, hoặc là họ có thể mua breakfast khi họ check in, hoặc là họ thì hiện tại thì với view ở resort mà Memphis của mình thì cái tỷ lệ mà capture rate cho breakfast thì nó nằm ở mức khoảng tầm khoảng là 90% cho breakfast. Và cho lunch dinner thì nó sẽ
cái việc mà cho nó phụ thuộc vào việc mình nằm ở city hotel hay là mình nằm ở resort, và cái resort chúng ta nó nằm ở ngay trung tâm của cái destination đó, hay là resort của chúng ta nằm ở cái nơi tương đối là xa so với cái mức trung tâm, thì nên là việc nếu mà chúng ta ở ngay trung tâm thì cái mức độ cạnh tranh của về cái nhà hàng bên ngoài hoặc là với những cái khách sạn khác nó sẽ rất là cao, nên là cái capture ratio của lunch dinner nó sẽ là có thể là sẽ thấp, nên là mình phải luôn luôn có cái chiến lược để mà mình thu hút nhất. Còn nếu mà chúng ta có một cái lợi thế là chúng ta ở một nằm một nơi đặc biệt, chúng ta có tất cả những cái tiện ích xung quanh bổ trợ, như là chúng ta có khu vui chơi giải trí để mà khách có thể ở trong resort lâu dài, thì nên là chúng ta sẽ đưa ra những cái package để mà cho các khách ở trong phòng để mà họ có thể rất là muốn sử dụng luôn cái dịch vụ lunch dinner ở nhà hàng, thì lúc đó mình có thể tăng được cái capture ratio. Thì thực ra thì nó là cái số tiêu chuẩn cho lunch dinner thì nó cũng sẽ tương đối là mỗi nơi mỗi khác, nên là cũng sẽ không có một cái số được. Quan trọng là mình phải phân tích được là cái F&B của mình là cái đặc điểm nổi bật của mình là gì so với xung quanh, để mà mình có cái số cover cao nhất có thể. Đây, cảm ơn anh Quang. Dạ, dạ. Cảm ơn anh chị. Dạ. Rồi, ok. Còn ai có câu hỏi gì nữa không vậy? Chị ơi. Dạ, hiện tại thì trong phòng chatbox đã hết cái phần câu hỏi. Dạ, ok. Rồi, cảm ơn mọi người. Để Thuận đi tiếp qua cái phần sau cái kế hoạch Sales and Marketing Plan này ha. Thì mình click cái này đi. Ok, move qua cái phần kế tiếp về cái kế hoạch tài chính. Sau cái kế hoạch Sales Marketing thì kế hoạch tài chính là một cái kế hoạch coi như là có thể nói là cực kỳ quan trọng để có thể thuyết phục được chủ đầu tư. Dạ. Thì chủ đầu tư ở đây là cái phần gọi là xem xét và cân nhắc nhiều nhất. Đó, thì chắc ở trong cái phần này mời anh Hoàng đứng ở góc độ là FC, mời anh cũng chia sẻ giúp là cái thành phần chính gọi là tạo nên một cái kế hoạch tài chính của khách sạn nó bao gồm những gì và những cái lưu ý quan trọng. Xin mời anh ạ. Thì cũng chia sẻ về một cái kế hoạch kinh doanh và tài chính, thì thông thường nó có hai phần, một là doanh thu và chi phí. Không, thì nãy giờ các bạn cũng nói chia sẻ nhiều về sales marketing, thì tất nhiên là khi mà những bộ phận nào mà liên quan đến những bộ phận nào mà liên quan đến doanh thu thì người ta cũng đã chia sẻ, như các bạn chia sẻ về cho sales marketing. Một cái báo cáo tài chính thì luôn luôn là thứ nhất là khách phải dựa trên doanh thu trước, mà doanh thu của một khách sạn thì trước mắt là phải doanh thu phòng occupancy dựa trên đó, thì các bạn mới đẩy về cho các bạn F&B, các bạn mới ra được là mình có bao nhiêu, ra được capture rate, được average check giá bán thế này thế kia, thì từ những cái mà số mình có được công suất phòng thì mình mới đẩy qua các bộ phận, các F&B, bộ phận spa, bộ phận liên quan tất cả cái này, MOD, checkout station và boutique gì đó. Nói chung là các bạn dựa trên đó, dựa trên những cái year on year, hoặc dựa trên như mình cũng đã chia sẻ, dựa trên những cái gì mà mình đã có và đang có, để mình bám sát trên đó mình đưa ra cái doanh thu tổng thể cho một cái khách sạn. Đó là về phía doanh thu. Còn về phía chi phí thì tất nhiên là tất cả các bộ phận liên quan đến chi phí cho năm sau, những cái gì mà mình chi phí của mình đang thì sử dụng gọi là hàng tháng thì mình đã có sẵn rồi, hoặc như sales marketing các bạn sẽ lập kế hoạch sang năm các bạn sẽ đi những sell con, sell chip gì ở đâu, Russell gì ở đâu, thì tất cả những cái đó nó đều có phí tham dự chẳng hạn, hoặc là phí traveling thì các bạn cũng đã, nếu các bạn đã đi rồi thì cũng sẽ dựa trên đó để mà các bạn xây dựng lên cái chi phí của mình. Thì từ những cái mà có những cái occupancy đó rồi thì mình mới đưa về cái chi phí rất lớn nhất, đó là chi phí về nhân sự. Thì dựa trên occupancy đó thì mình mới ra cái manning guide là bao nhiêu nhân viên cho cái occupancy đó để mình đảm bảo được cái dịch vụ của mình, cái service của mình.
Thì trong một cái rồi cái một cái rất quan trọng nữa là khi mình đã có tất cả các bộ phận họ sẽ ráp lại, sẽ gửi cho các bạn để các bộ phận sẽ làm lên cái chi phí của mình dựa trên cái thực tế và cái dựa trên các bên sẽ có. Sau đó thì sẽ tổng hợp lại, đưa lên tài chính sẽ tổng hợp lại và mình sẽ đưa ra một cái báo cáo hoàn chỉnh kế hoạch kinh doanh cho khách sạn. Nhưng mà cái quan trọng nữa là khi làm kế hoạch kinh doanh thì cái phân biệt, nếu như các bạn làm cho tập đoàn thì các bạn phải phân biệt được đâu là chi phí hoạt động và đâu là chi phí chủ đầu tư, có nghĩa là chi phí GOP, bên dưới GOP, trên GOP các bạn phải phân biệt được, thì nó không, đó nó mới ra được một cái báo cáo hoàn chỉnh và chính xác. Vì tập đoàn thông thường là tất cả làm cho các tập đoàn thì họ sẽ dựa trên chi phí, dựa trên management phí, dựa trên doanh thu, sale marketing phí, thì có nhiều khách sạn thì họ sẽ, nhiều tập đoàn họ sẽ dựa trên tổng doanh thu, còn nhiều tập đoàn thì họ sẽ dựa trên là doanh thu phòng không thôi. Đó, rồi nhiều tập đoàn, rồi hầu như tập đoàn nào thì họ cũng có một cái gọi là instant fee trên GOP. Thì cái quan trọng nhất là của một cái báo cáo tài chính, có nghĩa là mình phải phân biệt được đâu là cái chi phí đó cho operation, chi phí đó là non operation, thì cái đó là rất quan trọng. Rồi còn thành phần gì nữa không anh? Còn cuối cùng hết là phần lãi lỗ đúng không anh? Thì tất nhiên là luôn luôn thì chủ đầu tư luôn luôn họ rất là expectation về cái gọi return on investment, luôn luôn thì khi nào họ cũng muốn rất là cao. Nhưng mình chia sẻ là thì thực ra thì muốn cũng không phải là ai cũng muốn, chủ đầu tư nào cũng muốn có một cái lãi lớn để mà bù đắp lại cái chi phí đầu tư, không, để lấy lại những cái vốn mình đã bỏ ra đầu tư. Nhưng thực ra thì nó cũng phải tùy thêm tình hình kinh doanh của mình year on year nó như thế nào để mà mình sẽ đưa ra một báo cáo cho nó phù hợp nhất, chứ không phải chủ đầu tư yêu cầu như thế này thì mình sẽ đáp ứng được như thế này. Vì tất cả những cái gì mà chủ đầu tư yêu cầu đó thì nó cũng phải tùy thuộc em cái mình có nguồn khách ở đâu ra, doanh thu từ đâu ra, và có bao nhiêu doanh thu, và dựa trên đó thì chi phí của mình như thế nào cho nó phù hợp. Vâng. Còn đó, gì không ạ? Cái lưu ý quan trọng là như vậy. Các lưu ý quan trọng của một cái kế hoạch này thì hồi nãy anh có nhắc đến là cái phần cái phân biệt cái chi phí operation và non operation đúng không anh? Cái này là một cái lưu ý quan trọng đúng không? Đúng rồi. Bây giờ thực ra chi phí operation thì tất cả những cái gì liên quan đến phục vụ khách. Còn nếu phục vụ khách, nhưng mà mình phân biệt ví dụ như là một tập đoàn thì phí quản lý đó, ví dụ như management fee thì nó lại là non operation chứ không phải. Rồi chi phí khấu hao chẳng hạn thì nó không phải là chi phí operation. Chi phí lãi vay ngân hàng cũng không phải là chi phí của operation. Vâng. Vì các bạn là khi mà chủ đầu tư người ta xây dựng lên một cái khách sạn thì có nhiều người thì họ có tiền mặt, họ có tiền họ xây bỏ lên đó thì họ không có cần phải trả lãi gì hết. Nhưng nhiều chủ đầu tư thì họ chỉ có 30%, họ đi vay 70%, thì cái tiền lãi đó thì không thể nào mà cover của bên operation. Có nhiều người thì vay 30%, có người vay 40%, cái đó thì các bạn khi làm một cái kế hoạch kinh doanh hoặc là ghi nhận chi phí thì nó cũng phải cho nó chính xác. Vâng. Ok. Rồi các anh chị khác có ai có câu hỏi hay là có chia sẻ gì thêm ở phần này? Mời anh Hải ạ. Em mời anh Hải ơi. Mình xin ép thêm một vài ý về chi phí về cái phần trình bày của anh Hoàng nhé. Bởi vì một cái hợp đồng giữa bên công ty quản lý với chủ đầu tư ấy, bao giờ nó cũng có mấy cái phần phí, chẳng hạn như là incentive fee, rồi base fee, rồi marketing fee, rồi kể cả phí đào tạo, rồi
thì những cái phần phí đó bao giờ cũng sau GOP đó, chứ nó không tính vào cái hoạt động của mình. Thế mình phải rất là chú ý rất là rõ, bởi vì một số trong một số chủ đầu tư ấy, thì khi mà họ negotiate cái management contract với lại bên operator ấy, là họ đặt một số phí ở trên GOP. Cái này là không đúng nha, mình phải rất là rõ ràng điều này, bởi vì nó ảnh hưởng rất là nhiều đến GOP, đến cái kế hoạch kinh doanh của khách sạn. Vâng. Vâng, thì tức là cái KPI của khách sạn mà GM mà sẽ drive là sẽ dựa trên cái GOP đúng không anh? Thì cho nên là cái phần mà chi phí rồi này nọ kia mà để mình tính toán, mình hạch toán rồi này kia mà nó không đúng thì nó ảnh hưởng đến cái GOP của khách sạn ngay lập tức. Nhưng cái việc này rất là hay nhầm lẫn, và bên chủ đầu tư người ta hiểu không đúng, nên họ đưa những cái chi phí sau GOP thì lại đưa quay trở lại trước GOP, nên việc đó nó ảnh hưởng rất là nhiều đến kinh doanh của mình. Dạ vâng, tức là những cái như anh nói là management fee rồi marketing fee gì gì nọ mà của các cái tập đoàn công ty quản lý á, là nó phải để đằng sau GOP hết đúng không anh? Đúng rồi. Rồi anh Hoàng có nói là mấy việc như là chẳng hạn như là khấu hao cả nhà cũng phải để GOP, hoặc là tiền vay ngân hàng, hoặc là tiền mua bảo hiểm tòa nhà cũng phải để sau GOP, đúng không anh Hoàng? Đúng rồi, tiền bảo hiểm đó cũng phải là việc tiệm bảo hiểm tài sản là thuộc về của bên chủ đầu tư. Nếu như các bạn mà nếu mà làm cho các khách sạn gọi là reopening hay rebrand gì đó, những cái chi phí đó là cũng thuộc về chủ đầu tư hết chứ không phải là thuộc về operation. Các bạn lưu ý nhé. Rồi, cả một cái phần nữa là capex nha. Capex cũng là sau GOP nha. Capex cũng sau GOP luôn à? Bởi vì mình rất là lưu ý, chỉ cần một cái đồng ý của mình nó khác đi với cái USLA là toàn bộ hoạt động kinh doanh của năm ấy bị ảnh hưởng. Khách sạn làm rất là tốt, nhưng thực ra cuối cùng kết quả đưa ra con số không tốt một chút nào. À, thấy đây anh Dũng chia sẻ là sau GOP trước EBIT, trước EBITDA chứ nhỉ? Mời anh Phương. Anh Phương có câu hỏi, anh Phương mở mic chia sẻ luôn anh Phương ơi. Chào anh Hoàng, chào các anh chị. Thì đang hỏi chỗ thêm các anh chị là về cái phía công ty vận hành nhé. Thì bên Phương cũng đang loanh quanh ở cái chỗ này. Vì bây giờ như bên Phương là Sojo á, thì là đại diện cho chủ đầu tư. Chứ còn phí vận hành thì nó cũng đang chưa rõ. Với hai là khi nó đang chỉ bị có cái phần mà khấu hao về công nghệ thông tin ấy, nó khá là nhiều. Thì cũng mong các anh có cái chia sẻ thêm. Khấu hao về mấy cái đó cũng là một hình thức tài sản, thì nó nằm ở dưới GOP đó Phương. Đúng ở rồi. Dưới anh. Ừ. Chỉ có bảo trì phần mềm thì nó là ở trên GOP nhé. Tất cả những cái bảo trì như hàng năm mình có phí bảo trì như Opera, Micro và cái gì đó thì nó là ở bên trên GOP. Nhưng mà tất cả những cái tài sản mình cài đặt, mình lắp đặt đó khi ban đầu đó nó là tài sản vô hình, thì nó là thuộc về phía chủ đầu tư và nó nằm bên dưới GOP. Ngoài ra trong cái hợp đồng giữa bên operator với bên chủ đầu tư ấy, nó có một phần nữa là FF&E reserve, những cái đó là mỗi một năm phải bỏ ra 1-1.5% để sau này để thay thế những cái đồ mà FF&E trong khách sạn ấy. Này mình cũng lưu ý là sau GOP nha. Thông thường thì các tập đoàn họ sẽ dựa trên cái năm hoạt động của khách sạn để người ta nhưng mà thông thường thì 4 năm hoặc 5 năm đầu thì nó là 3% trên doanh thu, thì tất cả những chi phí gọi là FF&E thì nó vẫn nằm ở dưới GOP, và khi mình mua capex thì mình sẽ dùng cái sử dụng của cái chi phí này, mình sẽ offset cái chi phí này đi nghe, chứ không phải nó không, khi mà mình mua sắm capex nó không ảnh hưởng gì đến chi phí chủ đầu tư hay chi phí của operation, vì nó là một cái reserve đó rồi, thì mình sẽ sử dụng của cái quỹ đó. Rồi, ok. Anh Phương, tập đoàn ví dụ như họ sẽ từ 5 năm trở lên thì có thể họ sẽ tăng lên 4%, 5% tùy mức độ cái 5 năm sử dụng của cái khách sạn đó.
Vâng, cảm ơn Hoàng. À, anh Phương rõ chỗ này chưa anh Phương ơi? Có cần thêm câu hỏi gì chỗ này nữa không? Rõ rồi. Vâng, ok, cảm ơn anh. Rồi, về phần kế hoạch tài chính thì đây là những cái ý chính chia sẻ đến các anh chị. Rất cảm ơn Hoàng, rồi cũng như anh Hải cũng có những cái chia sẻ mà nó nói chung là những cái lưu ý, những cái tip để các anh chị có thể nhớ là khi mà đàm phán các hợp đồng management thì đâu là những cái khoản gọi là trên GOP, đâu là những khoản sau GOP là nó phải rất gọi là rất là khe, chứ không là đến hồi nó ảnh hưởng đến GOP của khách sạn rất là nhiều. Vâng, thì trong phần này thì chắc không có anh chị nào có ý kiến thêm thì chắc Thuận xin phép đi tiếp qua cái phần kế tiếp ha. Sau cái kế hoạch kinh doanh thì sẽ đến cái kế hoạch vận hành. Ok, thật ra thì tất cả những cái top line, những cái liên quan đến doanh thu, rồi sales marketing, rồi tài chính, rồi này kia thì cái kế hoạch vận hành là cái kế hoạch cũng không rất là quan trọng để mà có thể đáp ứng được cái việc là chúng ta có đạt được các cái mục tiêu kinh doanh đề ra hay không. Thì chắc ở phần này Thuận xin mời ở vai trò là GM, mời anh Hải là chia sẻ giúp em là cái kế hoạch vận hành của mình thì nó bao gồm những cái thứ gì, và đâu là những cái ý quan trọng anh cần highlight hoặc những cái tip nào đó mà anh cần highlight lên cho mọi người. Dạ, xin mời anh Hải ạ. Dạ vâng, dạ, như mọi người vừa trình bày ấy, ngoài phần doanh thu rồi revenue rồi tất cả những cái sales marketing nó thì phần đó là phần cũng kiếm được lợi nhuận và kiếm được tiền revenue cho khách sạn rất là lớn ấy. Của phần vận hành khách sạn thì phần lớn chỉ có chi tiêu chi phí và những cái hoạt động về guest experience thôi. Thì trong bộ phận vận hành lúc trước thì anh Quang đã mention về, đã nói về cái F&B rồi thì mình không nói thêm nữa, mình xin đi chi tiết về các bộ phận vận hành khác như là bộ phận nhân sự, bộ phận sạch, bộ phận guest experience, spa giải trí, housekeeping, trong đó có bộ phận laundry và engineering security. Thế là toàn bộ các bộ phận vận hành trong khách sạn, một cái resort ở một cái khách sạn đó. Thì trong cái phần này cần lưu ý vẫn nhất ấy là về ba yếu tố. Một là về yếu tố về nhân sự, yếu tố về con người, về đào tạo, vô cùng quan trọng. Thì khi lập một cái bản kế hoạch về operation plan cho bên nhân sự, bao giờ cũng phải căn cứ vào tình hình thực tế, cũng phải dựa vào cái kế hoạch doanh thu đã đưa ra, ví dụ chẳng hạn công suất bao nhiêu phần trăm, thời điểm nào là high season, thời điểm nào là off season, thời điểm nào là cao điểm và thấp điểm đó, thì để mình xây dựng kế hoạch nhân sự. Thì hiện trạng bây giờ thì ví dụ chẳng hạn như kế hoạch nhân sự trong năm vừa qua thì những năm trước thì nó khác kế hoạch nhân sự, những năm tới thì ví dụ chẳng hạn như CL chẳng hạn cũng cân nhắc về con người, về những cái nhân sự làm việc theo mùa vụ thì bây giờ không được quê nữa mà lại vẫn phải quê, nhưng quê theo tháng chứ không được quê theo một vài ngày hoặc một tuần như trước đây nữa, và phải trả bảo hiểm cho người ta. Thì đó là cũng liên quan đến cái chi phí đó. Thì bộ phận vận hành làm việc rất là chặt chẽ với bên finance để xây dựng ra cái kế hoạch nhân sự này và các chi phí theo nhân sự nữa, và trong đó có cả phần chi phí về đào tạo. Ví dụ chẳng hạn như là kế hoạch đào tạo cho những nhân sự xuất sắc, mình có thể sau này mình xây dựng thành những cái người mà thành những cái core staff của bộ phận vận hành ấy, thì cũng cần phải có những cái chi phí đó, đưa người ta đi đào tạo hoặc là tổ chức các chương trình đào tạo gửi sang các khách sạn khác trong tập đoàn để làm. Đây cũng là một cái phần mà cần lưu ý. Và khi xây dựng kế hoạch nhân sự ấy, thì bao giờ bên bộ phận vận hành cũng phải tập trung vào cái việc là căn cứ như nói trước, các anh các chị đã nói trước ấy, căn cứ vào nhân sự năm trước và căn cứ vào thực chất kế hoạch về revenue, về kế hoạch về sales and marketing của năm tới để mình xây dựng cái kế hoạch nhân sự của mình cho phù hợp. Mọi người cũng biết rồi, chi phí nhân sự ở trong khách sạn là chi phí lớn nhất trong các loại chi phí ở trong khách sạn, nên việc xây dựng và làm được cái kế hoạch vận hành của bộ phận nhân sự phải vô cùng quan trọng. Đấy, thì có mấy yếu tố cần lưu ý đó thì Hải cũng đã đề cập rồi. Thứ hai là bộ phận sảnh. Bộ phận sảnh thì bao gồm cả bộ phận về guest experience, những cái trải nghiệm của khách hàng nữa. Khi xây dựng cái kế hoạch trong cái bộ phận sảnh ấy, thì mình cũng căn cứ vào những cái hoạt động
có tăng thêm cái dịch vụ gì cho khách sạn hoặc là khu nghỉ trong năm tới hay không, và dựa trên đó thì những cái chi phí nó cũng đi theo các dịch vụ đó, và tránh nhất là chuyện tăng dịch vụ mà không có doanh thu. Ví dụ chẳng hạn như là bộ phận tăng dịch vụ như bộ phận spa chẳng hạn, tăng dịch vụ thế nhưng mà nó cũng đi đều với lại doanh thu. Tăng dịch vụ lên, ví dụ chẳng hạn có những cái trải nghiệm outdoor spa thì những cái gói spa ấy nó cũng làm cho cái doanh thu của mình nó lớn lên. Nhưng mà phần riêng về bộ phận sạch, tăng dịch vụ, ví dụ tăng dịch vụ cho khách hàng, cho ví dụ chẳng hạn như khách VIP welcome, những cái gói dịch vụ để cho thêm vào, những thực chất của vấn đề ra thì chi phí nó tăng, nhưng mà nó chỉ tạo được cái trải nghiệm tốt cho khách hàng thôi, chứ còn thực chất là nó cũng không tăng được doanh thu. Nên những cái việc này khi mà làm cái kế hoạch kinh doanh của bộ phận sạch là cũng rất là lưu ý về việc tăng dịch vụ, tăng trải nghiệm của khách hàng, lưu ý về chi phí. Rồi một bộ phận nữa là bộ phận housekeeping ở trong khách sạn. Thì bộ phận housekeeping thì một số khách sạn lớn thì họ có luôn cả giặt ủi ở trong bao gồm ở trong bộ phận này luôn. Thì bộ phận housekeeping, những cái chi phí ví dụ chẳng hạn như là mình cũng phải lưu ý, ví dụ chẳng hạn tăng năng suất của các em làm ví dụ room attendant hoặc là public attendant, xem là cái năng suất làm việc, ví dụ chả trước đây ví dụ là 16, tôi ví dụ là 16 phòng một ngày, thì tăng năng suất lên có thể lên 18 hoặc lên một cái con số nào đó để giảm chi phí, tiết kiệm về nguồn nhân lực cho cái bộ phận này. Bộ phận laundry cũng vậy, dùng cái hóa chất như thế nào, lưu ý là dùng những cái loại hóa chất như thế nào để cho không ảnh hưởng đến đồ tức là cái đồ linen, những cái đồ về chăn ga, gối đệm mềm. Gối đệm nó không, trong một thời gian nó kéo dài được thời gian dài nhưng nó không bị hỏng trong một thời gian ngắn, thì những cái việc đó là cũng phải lưu ý, rất là lưu ý. Rồi tiếp theo nữa là một cái chi phí nữa rất là quan trọng trong khi lập cái kế hoạch cho bộ phận vận hành ấy, thì là bộ phận engineering tòa nhà về chi phí điện năng. Thì tất cả những cái khu vực hoặc là những cái dịch vụ liên quan chi phí cost nó rất cao về điện năng ấy, thì cần phải lưu ý. Thì thường ấy, là giám đốc bộ phận giám đốc về chip engineering đó, thì anh kỹ sư trưởng ấy, anh cũng phải khi mà lập cái kế hoạch này, anh cũng phải nghiên cứu xem, ví dụ chẳng hạn như là trong năm tới mình sẽ có những cái thay đổi như nào về trang thiết bị hoặc là về tất cả những thứ có thể tiết kiệm được năng lượng. Ví dụ trước đây tôi có làm ở một cái khách sạn, một cái khu nghỉ mà có một cái bể bơi mà họ là bể bơi nước nóng, nhưng mà mỗi một tháng riêng cái tiền chi phí cho điện năng của cái bể bơi đó là mất hơn 100 triệu tiền điện. Bởi vì bơi nước nóng nhưng mà lại không có bao phủ, không có kính bao phủ lên, nó cost rất là nhiều. Thế sau khi trong thời gian mình làm, mình đã nghiên cứu ra, ví dụ chẳng hạn nghiên cứu về cách là mình phủ bớt, mình thay bằng kính rồi làm cho cái khu vực nhiệt độ nó giữ ở trong đó, thì cái chi phí về điện năng nó giảm đi rất là nhiều. Thì ngoài ra bộ phận vận hành ấy, kết hợp với bên sale marketing, các sự kiện lớn ở trong năm mình cũng làm việc thường xuyên với họ để đưa ra các gói, ví dụ chẳng hạn như gói Christmas hoặc là New Year hoặc là cái sự kiện lớn 30 tháng 4, mùng 2 tháng 9 thì đưa ra những cái gói để bộ phận sale marketing họ có thể package lại và bán cho khách hàng cũng nhằm tăng doanh thu. Và một cái chi phí nữa mà khi làm kế hoạch kinh doanh cho bộ phận vận hành thì mình cần lưu ý là food cost. Bộ phận này vô cùng là quan trọng. Thường food cost của những cái khách sạn nó cao, ở một cái khách sạn 5 sao thì thường nó đủ khoảng 30-35% food cost, còn drink cost thì 20-25% gì đó. Thế nhưng mà mình phải ngồi với bếp trưởng xem xét xem đi từng cái chi phí, rồi làm việc cả với bên bộ phận purchasing xem cái nguồn hàng nhập vào như nào để giảm. Thế có những cái tháng mà nó lên đến hơn 40% thì chắc chắn là có cái gì đó nó vô cùng là sai rồi. Thì trong việc là kế hoạch kinh doanh này thì các bạn là executive chef ấy, bạn phải đưa ra được những cái phương án mà làm sao mà đảm bảo cost ở trong cái budget của mình là 30-35%. Rồi
Tiếp theo, các khách sạn lớn ấy, mà đã kinh doanh nhiều năm rồi thì cái việc bảo dưỡng tòa nhà như là sơn sửa rồi bảo dưỡng bảo trì, đây cũng là một cái chi phí vô cùng lớn. Thì trong việc xây dựng kinh doanh, phương án kinh doanh thì mình cũng phải lưu ý đến những cái khoản chi phí này. Rồi, đấy là tất cả những cái bộ phận mà trong vận hành mà mọi người phải ý khi làm, cũng trình bày là khi làm ra cái kế hoạch kinh doanh cần phải lưu ý. Thì cũng mong mọi người có thêm đóng góp gì thì đóng góp thêm cho. Xin. Vâng, cảm ơn anh Hải. Mình có bổ sung về cái ý bên Hải này. Về mặt quản lý chi phí thì cũng bạn biết chi phí lương và các khoản theo lương đó là một chi phí cố định, nó không phải là một biến phí, nên cái này cũng phải rất là lưu tâm. Tất cả những chi phí khác mình có thể thay đổi, nhưng mà lương mình không thể thay đổi, không thể thay đổi một ngày một hai, đúng không? Mình có thể ngày mai có thể nói ngày hôm nay tôi chỉ đón khách một tầng này, tôi đóng cái tầng này lại thì nó tiết kiệm về điện năng, nhưng mà mình không thể nói là thôi ngày mai anh nghỉ đi, đúng không? Thì cái đó là rất cẩn thận về cái chi phí của bên chi phí cho nhân sự này, vì đó là định phí. Luôn luôn thì thông thường thì nó tùy theo cái khách sạn mình ở đâu và nó như thế nào, thì luôn luôn nó sẽ chiếm một cái tỷ trọng khoảng từ 20 đến 25% tổng chi phí của khách sạn. Bình thường thì khi làm kế hoạch kinh doanh có một số những cái kế hoạch mà mình về nhân sự ấy. Ví dụ chẳng hạn như là có những cái tháng cao điểm thì mình cũng chuẩn bị cái lực lượng nhân sự, nhưng ngay như bây giờ từ năm 2021 là mình phải thuê nhân sự thời vụ, thế nhưng mà nhân sự thời vụ thì phải tính theo tháng và phải trả bảo hiểm cho người ta, thế nhưng mà ít nhất là tính một tháng thì nó cũng hơn là tính một năm như là nhân sự bình thường. Thì trong cái việc xây dựng cái chiến lược về nhân sự cho trong cái phương án kinh doanh của khối vận hành ấy, thì thường thì bên mình làm là cũng có nghiên cứu rất là nhiều về cái lực lượng nhân sự thời vụ này, nó cũng giảm bớt rất là nhiều về chi phí nhân sự. Có những cái chỗ mình làm nó cũng đến 30 đến 35% về lương. Bây giờ hiện trạng ở bên Wing thì là mô hình rất là mới, nhân sự ví dụ chẳng hạn nhân sự 237 phòng, thực chất chỉ có 60 nhân sự thôi, thì là một mô hình khách sạn hoàn toàn khác, nó không giống như các khách sạn traditional hotel như bình thường, bởi vì khách sạn smart hotel giống như bên các bên khác thì đang làm ấy là tổng về nhân sự làm rất là tốt. Thì liên quan đến nhân sự thì thật khi mà khách sạn mình, khi mà đã làm ra một cái kế hoạch, mình đã có occupancy rồi, thì mình có như F&B chẳng hạn thì các bạn sẽ đã có cái cover rồi, đúng không? Ví dụ như buổi sáng thì ví dụ như capture rate hết rồi, thì mình dựa trên đó một bạn thì phục vụ bao nhiêu khách. Thông thường là mình có những cái số thống kê như vậy, đó là những cái mình chia sẻ để các bạn lưu ý một chút, có nghĩa là mình dựa trên cái số lượng mà các bạn sale đã làm ra cái occupancy, dựa trên đó để các bạn sẽ ở năm nay tôi sẽ cần được bao nhiêu nhân viên, để mà thứ nhất là không hẳn là mình cứ cố gắng để mình tiết kiệm chi phí, nó lại ảnh hưởng đến cái dịch vụ của mình. Các bạn cũng lưu ý vì nhiều khi dịch vụ của mình đi xuống thì thậm chí nó sẽ ảnh hưởng đến cho sau này nữa kìa, chứ không phải nó chưa chắc nó ảnh hưởng đến trước mắt thì cũng có thể. Nếu mình không làm kịp thì khách họ sẽ comment thì mình cũng thiệt hại này kia. Thì dựa trên occupancy đó thì tất cả các bộ phận sẽ xây dựng lên cho mình được một cái men mình cai phù hợp nhất, nó làm sao cho được efficiency nhất. Ví dụ như spa thì các bạn có capture rate rồi, các bạn các bạn có capture rate rồi thì các bạn từ đó các bạn sẽ sắp xếp nhân sự sao nó phù hợp, hoặc là sắp xếp sao cái giờ mà để mình mở cửa cho nó phù hợp với cái con người mình đang có. Ok anh, em hiểu. Ở đây thì kế hoạch vận hành thì chính các anh cũng đang bàn chính là cái câu chuyện quản lý cái phần chi phí
những là cái em đang thấy là nó nổi trội ở trong cái kế hoạch vận hành này đúng không ạ? Để làm sao mình tối ưu cái phần chi phí để mà bởi vì nó ảnh hưởng đến cái GOP của khách sạn đúng không ạ? Có hai phần, cũng phải là phần về trải nghiệm của khách hàng nữa và chi phí, hai phần chi phí và trải nghiệm của khách hàng. Dạ. Như anh Hoàng vừa nói, nếu mà chi phí mà mình ép quá thì nó cũng ảnh hưởng đến trải nghiệm dịch vụ đối với offer cho khách hàng. Ok, tức là quản lý về phần chi phí và trải nghiệm khách hàng. Rồi. Cái rất quan trọng là mình phải đảm bảo được cái dịch vụ của mình. Rồi, anh mời Cường, Cường ơi. Dạ, em có một câu hỏi cho xin được phép hỏi anh Hải với anh Hoàng, đó là ở đây em thấy anh Hoàng có ghi đó là cái bếp phải F&B là lưu ý là food cost. Thì em muốn hỏi là nếu trong một kế hoạch kinh doanh và khi các anh lên dự báo cho năm sau cái food cost, thì thông thường cái best approach của các anh để tính toán cái dự trù cái food cost là như thế nào cho hợp lý? Bởi vì thường hồi xưa em thấy thường là khi mà mình hay dựa vào P&L thì mình sẽ thấy là đâu đó food cost em ví dụ chiếm khoảng 30%. Doanh thu F&B variable cost là 25% đi, thì hai bạn đó cộng lại nó cũng đã đi hết hơn 55% cái doanh thu chưa trừ những chi phí khác, thì cái F&B departmental profit nó sẽ không còn cao. Nhưng nếu mà mình sử dụng một cái ratio đó như là một cái benchmark của mình dự trù cái food cost đó cho năm sau dựa trên cái doanh thu F&B họ project, thì liệu đó có phải là một cái approach đúng hay không ạ? Bởi vì hay là mình có một cái phương án nào khác để mà mình có thể tính toán những cái food cost nó chuẩn hơn à? Tại vì theo em thấy thì food cost về cost nó chiếm hơn quá bán cái tổng cái doanh thu mà F&B mang tới rồi, cho nên nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái phần profit của F&B cũng như là khách sạn. Xin cảm ơn. Thứ nhất là như này nhé, phần food cost là 30-35%. Và phần beverage cost khác nhau hoàn toàn em nhé, chứ không em không cộng hai cái đó vô đúng không? Dù 25% là beverage cost thì là tính riêng rồi, vì nó vẫn có beverage, vẫn có doanh thu đúng không? Chứ mình không thể tính là 35% cộng 20% thành 55% được, không mình không tính như vậy. Thứ hai là việc xây dựng food cost ấy, nó căn cứ vào rất là nhiều yếu tố. Thứ nhất là yếu tố ví dụ chẳng hạn như là làm tiệc chẳng hạn, làm tiệc bao giờ food cost nó cũng cao hơn là fine dining, thì những cái đó là mình cũng phải căn cứ vào ngồi cùng với lại bên bếp trưởng ra được cái recipe, thì sau đó là khi mà ra được cái recipe để làm việc với bộ phận purchasing làm sao mà mua hàng hàng hóa để khi mà những cái mình tìm những cái nguồn supplier làm sao nó phù hợp mà giá cả nó hợp lý, thì những cái đó là những cách để mình tìm cách để mình tiết kiệm cái food cost của mình. Nhưng mà tuy nhiên nhá, cái này nó cũng như con dao hai lưỡi em nha. Ví dụ chẳng hạn em quá chặt chẽ về tiết kiệm food cost thì nó ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách hàng, guest experience. Ví dụ chẳng hạn đồ em ra đồ buffet em ra em quá liên quan, quá bóp chặt cái food cost rồi thì cái đồ ra ăn họ khách họ sẽ complain liền. Như vậy em hiểu như vậy có đúng không? Thí dụ như em ví dụ năm sau bên bộ phận banquet đi doanh thu em ví dụ là 10 tỷ và cái food cost trên cái food ví dụ cái doanh thu food của banquet là 10 tỷ, food cost là 30% em ví dụ vậy, như vậy thì cái chi phí mà mua đồ ăn thức uống sẽ đâu đó vào khoảng 30% của 10 tỷ là như 30% của 10 tỷ là 3 tỷ em ví dụ là vậy đi. Thì như vậy thì cái 3 tỷ đó em sẽ đưa lại ngược về phía kitchen là năm sau anh chỉ có 3 tỷ để anh mua đồ ăn thức uống cho bộ phận yến tiệc thôi. Anh tự anh lên recipe thì đó có phải cái hướng approach đúng không anh? Hay là không, phía không, bên không đúng em phải căn cứ vô cover của cái số lượng người ăn trong cái sales marketing plan họ đưa ra đó. Ví dụ chẳng hạn như là all day dining chẳng hạn là bao nhiêu phần trăm người ăn, ví dụ chẳng hạn như là 100 phòng đi và tỷ lệ là 1,5 người một phòng, tức là 150 khách, tỷ lệ là 90% chẳng hạn vô ăn, thì đứng trên căn cứ vào cái đó để mình làm food cost chứ không giống như em nói rồi được. Dạ, ok, em cảm ơn anh. Mình có thêm một ý cho bên của bên F&B thế này này.
khi mình xây dựng food cost đó, thì mình sẽ dựa trên rất nhiều yếu tố, có nghĩa là khách sạn của bạn đang ở đâu và thị trường đó như thế nào, giá bán ở xung quanh mình như thế nào. Mình không có hẳn là 30 hoặc 35 hoặc cũng có thể chỉ 25 thôi chẳng hạn, đúng không? Thì thông thường mình đã nói rồi đó, là khi mà mình có occupancy, thứ nhất, thực ra thì nếu mình làm kỹ hơn thì mình còn biết là cái nguồn khách của mình từ ở cái quốc gia nào tới nữa kìa, và cái mức độ họ sử dụng như thế nào, thì mình dựa trên đó nó mình làm nó càng chi tiết hơn nữa. Thì thông thường ví dụ như mình sẽ thống kê được ra là capture rate cho buổi cho ăn sáng là bao nhiêu, capture rate cho buổi trưa là bao nhiêu, buổi tối là bao nhiêu. Thông thường buổi sáng thì nó sẽ là ở bên trong gói mình bán trong giá phòng rồi, thì cái đó thì mình tự quản lý, có nghĩa là theo theo mùa, theo khách, để mình đưa ra những cái thức ăn cho nó phù hợp với khách đó. Dù có thể là ví dụ như khách Việt Nam thì mình phải mang thức ăn Việt Nam ra chẳng hạn, để mình nó vừa ngon lại vừa rẻ lại vừa khách hài lòng đó. Còn buổi trưa và buổi tối thì thông thường á, là mình sẽ xây dựng một cái menu. Khi mình sẽ đưa ra một cái recipe, mình đưa ra cái recipe đó thì mình đã thống nhất, ví dụ như trung bình giá của trung bình food cost là 30 đi, mình cứ nói như vậy đi, thì thông thường ăn sáng cho cái food cost đó, nó không phải là 30, nó phải là 35 hoặc 40 kia, chứ không thể nào 30 được. Thế thì khi mà bạn làm cái recipe của F&B ra, thì nếu như là à la carte thì bạn chỉ tối đa là 25 đến 28 thôi, bạn không thể lên được đến 30. Nếu như trung bình cộng lại thì bạn sẽ không đảm bảo được 30% cho toàn bộ cái food cost. Thì thông thường khi mà bạn làm ra một cái recipe thì bên cost controller, có nghĩa bên đó, họ sẽ add cho mình một cái giá của cái chi phí của cái recipe đó bao nhiêu, và mình make up nó lên là 30%, thì ví dụ như 100 thì mình sẽ bán 330 chẳng hạn, ví dụ như vậy. Thì đó là một cái thông thường mình dựa trên những cái cơ sở đó mình xây dựng cái food cost và beverage cost. Về phần mà và food cost với beverage cost thì Khoa cũng chia sẻ thêm về góc độ F&B. Thì thật ra thì cái yếu tố đầu tiên là mọi người đôi lúc thì mình phải hiểu được là food cost là gì, beverage cost là gì, vì thực sự là cái trend hiện tại nó đang thay đổi rất là nhiều. Vì ngày xưa tất cả mọi người chúng ta đều hiểu là beverage cost là bao gồm tất cả các loại đồ uống, nhưng mà hiện tại là đa số là tất cả các mình khi mình xác định là beverage cost là nó là những cái liên quan về alcohol, thì đa số hiện tại các tập đoàn đều chạy theo hướng đấy, nên là những cái loại như là water hay là soft drinks gì đó là nó sẽ bây giờ nó sẽ nằm trong food cost. Thì lúc nãy thấy Cường có hỏi về cái cộng hai cái loại, thì thật ra như thế này, là cái beverage cost là mình chỉ tính là cái chi phí thức uống dựa trên tổng doanh thu của thức uống, và cái chi phí của food là dựa trên tổng doanh thu của food, nên là cái đó đương nhiên thì mình sẽ không phải cộng hai cái lại để ra tổng chi phí của food beverage cost. Thì để mà cái hướng mà thường thì mình sẽ phải xây dựng được là cái food cost và beverage cost của mình, là đó là cái chỉ số mà mình phải xây dựng trước. Vì sao mình xây dựng trước thì nó sẽ tùy thuộc vào cái giai đoạn mà cái khách sạn mình chúng ta hoạt động. Đương nhiên khi mà chúng ta là một khách sạn mới thì chúng ta cái maybe là cái food cost và beverage cost của mình phải cao, vì cái giai đoạn đó là giai đoạn mình đang phải lấy cái awareness của cái thị trường, thì nên là cái giá của chúng ta nó sẽ phải rất là cạnh tranh. Đương nhiên là theo thời gian khi mà chúng ta đã xây dựng được thương hiệu rồi, chúng ta bắt đầu có thể giảm được cái phần chi phí về cost of sale đó, thì mình sẽ có cái lợi nhuận cao hơn. Nên là ngoài ra thì trong F&B thì mỗi một outlet nó sẽ có một cái chạy một cái food cost và beverage cost nó cũng sẽ khác nhau. Đương nhiên là cái tổng mà food cost, beverage cost của mình có overall cho F&B là như thế, nhưng mà mỗi một khu vực nó mỗi khác. Thí dụ như là nếu mà chúng ta có một cái nhà hàng buffet và chuyên là đánh về buffet hải sản cuối tuần đã khái là như thế, thì chắc chắn là cái food cost nó cũng sẽ phải cao, chứ không thể nào mà chúng ta thấp được, vì hải sản chi phí nó cao, mà mình không thể nào bán một cái buffet hải sản với giá 2 triệu hoặc là 3 triệu được. Thì sometimes là có những thời điểm là cái food cost của nhà hàng đó là nó sẽ lên tới 40% riêng cho cái mảng chạy buffet cuối tuần. Nhưng mà ngược lại, nếu mà đó là một cái nhà hàng all day dining và chúng ta có một cái nguồn thu ổn định cho breakfast, thì có thể là nó sẽ giúp cho mình cân bằng lại cái cost food cost cho nhà hàng đó, khi mà cái food cost cho buffet buổi sáng có thể là 30% hoặc là 28%, thì như thế thì nó sẽ kéo cái trung bình food cost lại.
Một khu vực khác ở trong F&B có thể giúp cho cái cân bằng cái cost of sale của mình là đó là khu vực banquet. Vì nếu mà chúng ta có một cái banquet mạnh và luôn luôn tiệc thường xuyên thì với số lượng khách lớn thì cái food cost hoặc là beverage cost ở bên khu vực banquet nó luôn luôn sẽ thấp hơn cái mức trung bình chung của tất cả các bộ phận về về nhà hàng. Có thể food cost ở banquet nó cũng chỉ có thể 25% hoặc là beverage nó khoảng 20-22%, nó sẽ đóng góp vào cái tình chung là để mình kéo được cái beverage cost, food cost về cái chung, về cái mức mà chung của F&B. Nên là thường thì F&B mình sẽ có cái food cost mình nó sẽ là cái guideline trước, rồi sau đó mình sẽ phân bổ theo từng khu vực outlet để mà mình có cái đạt được cái con số mà mình đã đề ra. Rồi, ok, cảm ơn Khoa. Mời anh Tấn. Anh Tấn có thêm ý kiến đi ạ. Tấn xin có bổ sung ý kiến đứng khía cạnh về F&B á. Thì trên thực tế thì nếu mà làm trong môi trường khách sạn resort thì hiển nhiên cái cost đó là mình để là cái cost trung bình của về food hoặc là về beverage, là để là mình có căn cứ mình lên về công thức định lượng về xây dựng recipe cho một cái danh mục thức uống hoặc là trong một cái danh mục thức ăn. Còn theo trên thực tế như vừa rồi là Khoa cũng đã có bổ sung, tại vì Tấn giơ tay phát biểu là thời điểm đó thì nó cũng là chia vào là cái chuyện all day dining hay là theo từng event, từng sự kiện, nhưng mà nó cũng sẽ có là cái mức limit của nó. Còn trên thực tế mà nếu mà mảng FB bên ngoài khách sạn thì này Tấn cũng chia sẻ thêm, nếu mà trong khách sạn resort các anh em có thể áp dụng được thì có thể mình sẽ áp dụng. Về phần về food cost thì mình vẫn chia theo tỷ lệ là 30-35%, đó là tính theo cái cấp độ là 4 sao quốc tế, 5 sao. Còn cái sao càng thấp tất nhiên cái tỷ lệ, cái cost mình sẽ được phép tăng lên. Rồi riêng về phần về beverage cost thì Tấn lại chia nhỏ ra. Là bằng thứ nhất là chia theo hai nhánh, một nhánh là alcohol và một nhóm là non-alcohol. Thì trong cái nhóm alcohol thì Tấn lại chia nhỏ ra cái nhóm fermented và nhóm stale, tức là nhóm thức uống lên men và thức uống chưng cất. Rồi trong cái thức uống lên men và chưng cất, Tấn lại chia nhỏ ra nữa là dựa vào cái giá vốn đầu vào thì mình cho tỷ lệ giá cost rất là bao nhiêu. Tuy nhiên để mà giá cost cao nhất cho cái nhóm mà thức uống chưng cất, ví dụ như một cái dòng rượu mạnh, cognac XO hay là whisky blue label chẳng hạn, thì mình chỉ cho maximum nó là được 50%, cho nên khi mà cộng tổng và chia đều ba lăng nó ra thì chắc chắn nó không thể nào mà vượt là quá bán cái tổng giá vốn trên giá bán được. Đó là Tấn muốn có biết thêm. Vâng, cảm ơn anh Tấn. Cường ơi, em đã được giải đáp chưa Cường? Dạ, cũng khá là clear rồi, em cảm ơn ạ. Nhưng mà không, nhờ vậy thì em cũng mới biết được rằng là cấu thành nên kiểu như cái food cost thì nó đến từ nhiều outlet để cấu thành đến food cost của F&B. Thì nó cũng rất là bổ ích đối với em ạ. Dạ, okay. Vâng, thì tại vì như các anh có chia sẻ thì ở mỗi outlet thì cái tỷ trọng food cost nó sẽ khác nhau, như là beverage cost. Dạ vâng, chính xác. Ví dụ như ở bar thì chắc chắn beverage cost nó phải cao hơn là food cost, ví dụ là vậy. Dạ vâng. Rồi, ok. Rồi, cảm ơn tất cả các anh chị diễn giả cũng như là anh Tấn rồi cũng tham gia để góp ý cho cái phần này ha. Anh Thường ơi, em thấy ở trong chat box có chị My BC đặt câu hỏi cũng liên quan đến cost đó anh. My BC. Đúng rồi. Dạ, mời không biết là anh hay chị My BC gì đó, cứ mở mic lên chia sẻ đi ạ. Anh chị kiểm soát cost ăn sáng buffet trong khách sạn như thế nào, không ảnh hưởng đến chất lượng trải nghiệm của khách hàng? Hồi nãy hình như là cái ý này như có hồi nãy có trả lời rồi thì phải. Không thấy chị mà anh chị gì đó mở mic thôi thì chắc mình cứ tiếp tục đi ha. Ok, vậy thì ở cái phần cái kế hoạch vận hành này thì tóm lại là có hai cái ý chính các anh chị cần phải rất là quan tâm, là cái câu chuyện quản lý cái chi phí và cái trải nghiệm của khách hàng. Là đây là hai cái phần có thể nói là rất là quan trọng để mà mình kiểm soát được cái phần gọi là đạt được cái GOP, nhưng mà vẫn phải đảm bảo là phục vụ được khách hàng của mình cho nó tốt. Dạ. Rồi, xin phép là lưu lại và mình sẽ tiếp tục qua cái phần kế tiếp ha các anh chị. Okay. Vâng, thì còn khoảng 2-3 ý nữa thôi là các cái topic là thứ nhất là phần cái thử thách, những cái thách thức mà
khi mà chúng ta làm một kế hoạch kinh doanh á, là nó bao gồm những cái thách thức gì, tức là ở đây thì nó mang tính kiểu nằm ở phần là trải nghiệm và kinh nghiệm của các anh chị đứng từ ở cái vai trò và kinh nghiệm của mình, thì hãy chia sẻ một cái ý, mọi người một ý là những cái thách thức mà mình thường hay gặp phải trong cái quá trình làm cái kế hoạch kinh doanh. Xin mời các anh chị diễn giả, chắc trước mắt GM đi, mời anh Hải. Những cái thách thức mà khi làm ấy thì thực chất là mình đánh giá không có đúng thị trường, có thể có nhiều biến động, dù có về những cái rủi ro mà mình không tính tới được, chẳng hạn như một cái ví dụ rất cụ thể là ví dụ như dịch bệnh. Tôi làm kế hoạch kinh doanh từ năm ngoái cho năm 2011 hoặc từ năm 2019 cho 2020 nó khác nhau hoàn toàn, bởi vì những cái gì nó trong cái suy tính thì nó đều bị sai hết vì dịch bệnh. Vâng. Okay. Có những cái biến đổi về thị trường, dù là hạn dịch bệnh. Việc thứ hai là những cái thách thức ở trong cái việc mà làm cái kế hoạch kinh doanh này, là thứ hai là cái kỳ vọng từ cái công kỳ vọng từ bên chủ đầu tư rất là lớn, bởi vì họ với những cái khách sạn mới mở cửa ấy, họ đầu tư một số vốn rất là lớn, gần như là đứa con tinh thần của người ta, rồi vay ngân hàng, rồi tất cả dồn tất cả những cái tâm huyết của họ vào đó, cho nên cái kỳ vọng khi về như return on investment ấy, nó cũng lớn theo, nên này rất là một bài toán cực kỳ khó cho bên operator và bên GM. Kỳ vọng là việc thứ ba nữa, làm kế hoạch kinh doanh nhất đặc điểm nhất là cho những cái khách sạn mới mở cửa, là cái bên cái ban mà phát triển thị trường của tập đoàn, bên development của tập đoàn ấy, họ khi họ ký hợp đồng ấy để làm để khả năng để lấy được cái hợp đồng lớn ấy, thì họ đưa ra những con số mà nó không thực tế, ví dụ chẳng hạn năm đầu tiên GOP đạt 30%, chẳng hạn ví dụ đã có những đơn vị làm như vậy rồi, họ lấy được cái hợp đồng đấy, nhưng mà cái đội ngũ mà quản lý của khách sạn sau này rất là khổ, bởi vì rõ ràng là như vậy, mình cũng đã làm ở những cái khách sạn đã bị như vậy từ năm đầu tiên, 800.000 đô tiền lãi rồi. Khi đó một số lượng villa rất là nhỏ thôi, lấy đâu ra, room inventory rất là thấp, sao mà đạt được như vậy mà năm đầu tiên kinh doanh, thì những cái sức ép như vậy thì vô cùng là lớn và gây những cái thách thức rất là lớn cho người GM làm trong khách sạn. Dạ, rồi, cảm ơn Hải. Các anh chị khác sao ạ? Anh Hoàng, FC, có thách thức gì không anh? Cái này nếu như mình không nói về dịch bệnh thì tất nhiên dịch bệnh thì nó điều kiện bất khả kháng. Dạ. Thì mình không thể được. Nhưng mà cũng có một cái rất thách thức khi mình làm cái bệnh. Thực ra thì nó cũng liên quan đến nhiều yếu tố. Ví dụ như các bạn, nếu như một cái thị trường khách của mình mà khách quốc tế nhiều thì tỷ giá nó cũng là một cái thách thức. Rồi chính trị nó cũng là một cái thách thức. Ví dụ nó cũng nó mình cũng không thể lường trước được ngay tức thì khi đó, đúng không? Nếu như liên quan đến chính trị thì cái nguồn khách của mình có nhiều những khách sạn thì họ có một cái nguồn khách chính thôi, ví dụ như chỉ chú trọng đến khách ví dụ Trung Quốc chẳng hạn, hoặc khách Nga chẳng hạn, hay là khách Hàn Quốc chẳng hạn, họ không có đa dạng cái nguồn khách của mình đi, thì tự nhiên cái bỗng nó bị như vậy á, thì nó sẽ làm cho khách sạn không thể gọi mình là không thể cho kịp tay để không mình quay lại thị trường khác, mình quay qua thị trường khác thì cái thị trường đó luôn luôn mới với mình, thì luôn luôn những cái thị trường đó thì các khách sạn khác hoặc là những nơi khác họ đã có sẵn rồi, và một khi mình tiếp cận được một cái thị trường mới thì cái chi phí của nó cũng đã là rất là cao. Vâng, đúng như thế ạ. Vâng, còn ý đó, nào nữa? Chỉ nói về ba mấy yếu tố mà đó là cái kinh doanh thông thường, mình không nói về dịch bệnh. Dạ, dạ. Rồi, Việt Hà, có ý kiến gì không em? Dạ, em xin bổ sung một ý kiến, đấy là
Ngoài những cái yếu tố rất là khách quan và như là các anh vừa nói dẫn đến việc là cái kế hoạch kinh doanh của mình nó có thể thực hiện không không còn tính khả thi hoặc là không còn theo như đúng kế hoạch ban đầu vì do điều kiện thị trường hoặc là điều kiện cạnh tranh nó thay đổi quá lớn, thì ngay từ phần xây dựng kế hoạch, cái quan trọng nhất mà em thấy là cái lỗi cũng tương đối phổ biến đấy là cái sự xây dựng kế hoạch một cách rời rạc. Thực tế một cái kế hoạch nó cần phải thể hiện cái sự thống nhất về mặt quan điểm, về mặt chiến lược, về mặt hành động giữa các bộ phận trước khi lên đến chủ đầu tư. Thế nhưng mà thực tế mà nói thì những bộ phận mà tham gia vào cái xây dựng kế hoạch kinh doanh hoặc là có vai trò quyết định trong cái kế hoạch kinh doanh thì thực tế mà nói là sẽ có một số những nhân vật quan trọng điểm thôi. Và vì như thế thì những cái kế hoạch đấy nhiều khi là, ví dụ em lấy ví dụ như là bộ phận doanh thu thì cái việc xây dựng số cùng lắm là nói chuyện với bộ phận sales marketing hoặc là giám đốc F&B. Thế nhưng mà khi mà xây dựng kế hoạch chi tiêu của bên F&B thì có thể lại không quay ngược lại về vấn đề doanh thu, tức là có những cái phản biện ngược trở lại mà đã anticipate trước là ok là bên doanh thu đã đưa ra sẵn số F&B như thế này rồi thì chúng tôi cứ xây dựng theo cái kế hoạch đó mà không có một cái quá trình gọi là tại sao tôi lại thấy cái số lượng khách nó giảm xuống như thế này, hoặc là tại sao tôi thấy cái số lượng khách nó tăng đột biến. Tại vì tất cả những cái sự tăng hoặc giảm đấy nó có thể ảnh hưởng đến cái phần operations và phần chi tiêu và thậm chí là phần manning của bên F&B. Thế thì không có những cái quá trình phản biện đấy và khi mà làm việc một cách rời rạc thì dẫn đến là bản thân cái kế hoạch trước khi đưa vào thực tế nó đã không có tính thực tế rồi. Cái thứ hai đấy là em thấy là các cái kế hoạch của mình ấy thì nó sẽ không có những cái khả năng cao, nếu như mình không để ý thì nó sẽ không chú trọng đến phần đầu tư lâu dài. Thường thường thì nói một cách đơn giản là mình làm budget hàng năm thì thường thường là mọi người cứ tập trung vào đúng cái năm sau đã, mà không nghĩ đến việc rằng là khi mà mình xây dựng các cái chương trình giá như thế, mình lấy một số khách hàng giá thấp, volume cao như thế thì những cái năm tiếp theo nó sẽ ảnh hưởng đến F&B hay là guest experience các thứ như thế nào. Thế thì cái việc là mình nhìn một cách dài hạn và vì như thế thì có thể là cái mức GOP mà mình đề xuất với chủ đầu tư dựa trên cái phương án kinh doanh hiện tại nó đã gần đạt đến cái mức mà chủ đầu tư yêu cầu rồi, nhưng mà vì là mình quá là tập trung vào cái việc là đưa con số đẹp mà mình quên mất cái việc là có lẽ là tôi sẽ phải đầu tư thêm một chút về về hệ thống quản lý của F&B, hoặc là tôi sẽ đầu tư vào cái hệ thống quản lý doanh thu, nghe rất là xa vời so với cái operations hiện tại. Và cái việc đầu tư đấy thì có thể là tôi thấy là nó không cần thiết vào năm sau chẳng hạn. Thế nhưng mà thực sự mà nói thì là những cái khoản đầu tư như vậy có thể làm ảnh hưởng đến GOP hoặc là ảnh hưởng đến cái lãi suất mà mình đề xuất trong cái kế hoạch kinh doanh, nhưng nó sẽ có mang lại những cái lợi ích lâu dài. Thế thì khi mà mình xây dựng cái kế hoạch mà mình tính đến phần lâu dài thì nó sẽ có cái hiệu quả cao hơn, và bản thân chủ đầu tư thì em cũng tin rằng là họ cũng sẽ được thuyết phục khi mà một cái kế hoạch kinh doanh nó mang tính dài lâu. Em cảm ơn. Rồi, ok, thank you Hà. Phương Anh ở góc độ sales marketing có ý kiến gì không em? Dạ em thấy các anh chị cũng đã cover hết những cái ý chính rồi đó. Em chỉ bổ sung một cái điểm nhỏ cuối cùng thôi. Đó là theo em thấy cái kế hoạch kinh doanh á, nó là một cái mảnh ghép trong một cái bức tranh toàn cảnh, nhưng mà cái bức tranh này nó sẽ khác đối với chủ đầu tư, đối với công ty quản lý nó khác, và đối với cái đội ngũ vận hành khách sạn nó khác. Nó giống như là một cái thế kiền ba chân vậy. Và một kế hoạch kinh doanh trên thực tế có thể không thể nào mà làm cho cả ba bên đều happy được. Và đó là cái mà có thể mình sẽ phải chấp nhận. Quan trọng là cái sự em thấy cái vai trò của người GM trong cái việc này rất là quan trọng. Tại vì bác sẽ hướng dẫn lại cho đội ngũ khách sạn, bác cũng là người đứng giữa giải thích cho tập đoàn, và bác cũng là người chuyển tải những cái đó với bên chủ đầu tư. Thì nếu như mà có cái sự đồng điệu như vậy thì em nghĩ là kế hoạch kinh doanh nó sẽ hiệu quả và nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Rồi, ok, cảm ơn Phương Anh. Tức là cái ý số 8 này đại loại là không thể kiểu kiện toàn được, gọi là cho ba bên đúng không? Không thể mà gọi là đưa ra được một bức tranh đẹp cho cả cả ba bên. Rồi, các anh chị khác còn ai có ý kiến được không ạ? Với Khoa thì chỉ có một cái ý nhỏ nữa thôi, là khi mà chúng ta cái thách thức lớn nhất khi mà mình đã có một cái kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh và
đâu đó có cái sự thống nhất được giữa các bên thì luôn luôn là làm sao để mà cho biến cái kế hoạch kinh doanh nó thành sự thật và đạt được đúng cái kết quả mà mình mong muốn, thì nên là cái yếu tố về con người, cái yếu tố về nhân sự và cái yếu tố về gọi là mình phải luôn luôn được mình đưa ra cái forecast để mà cho nó chính xác. Đương nhiên là cái budget là nó là một cái hoặc là cái kế hoạch kinh doanh nó là một cái cho nguyên một năm, nhưng mà đôi lúc thì có những tháng là mình forecast được là nó chắc chắn nó sẽ dưới cái mà mình mong muốn, thì mình sẽ phải có những tháng còn lại của năm thì mình sẽ phải điều chỉnh cái kế hoạch kinh doanh đó như thế nào để mà có thể nó đạt được cái chỉ số cao hơn so với cái budget mình đã đề ra. Ví dụ như trong vòng từ tháng 4 đến tháng 6 là mình bị rớt, thì có nghĩa là từ tháng 7 đến tháng 10 hoặc là đến tháng 12 gì đó mình sẽ phải có một, cái kế hoạch kinh doanh nó sẽ phải luôn luôn là bổ sung thêm là để mà điều chỉnh theo từng thời kỳ để mà mình đạt được cái tổng mức độ kinh doanh mà mình đề ra trong một năm đó. Rồi, anh cảm ơn Khoa. Như vậy thì mình tóm lại cái phần tham luận ở chỗ này, ở cái câu chuyện là các thách thức thì ở trên màn hình thì mình cũng tổng hợp lại tất cả các cái ý để cho các anh chị có thể nắm được ha. Thì đây là những cái thách thức mà cơ bản là mình sẽ gặp phải. Thì đây là cái chúng ta cũng đưa vào giống như một cái risk management vậy đó, để mà khi làm kế hoạch các anh chị lưu ý những cái điểm này. Và đồng thời thì đây cũng là cái mà để anh chị khi mà làm kế hoạch đó, thì mình nghĩ là đây là cái phần mà cũng phải viết vào trong cái assumption đó, các cái giả định của mình đó, là nó cũng sẽ cần phải chi tiết để mà mình trong trường hợp mình có những biến động hay là cái gì đấy đó, thì ít nhất là lúc đó mình có cơ sở để mình giải thích được là vì những cái biến động đó mà nó dẫn đến là mình buộc phải thay đổi những kế hoạch kinh doanh đó. Thì đây là cái phần mình tổng kết clear ở cái mục gọi là kế hoạch, gọi là những cái thách thức ha các anh chị ha. Rồi kế tiếp thì mình sẽ nói đến một cái chủ đề cũng rất là gọi là rất là nhiều các anh chị GM và hàng top management ở trên đó, công ty quản lý thì rất là gọi là cực kỳ quan tâm luôn đó. Đó là câu chuyện là làm thế nào để mà handle các cái nói chung là bảo vệ kế hoạch kinh doanh của mình với chủ đầu tư. Thì hồi nãy cũng có một số ý là các anh chị cũng đã chia sẻ là câu chuyện là cái kỳ vọng của chủ đầu tư thì lúc nào cũng rất là lớn. Tuy nhiên là để làm sao chúng ta dung hòa được cái lợi ích của tất cả các bên và đạt được những cái mục tiêu như kiểu từ ngắn hạn cho đến dài hạn, thì cái việc mà mình handle được cái chủ đầu tư á, cũng là một cái gọi là kỹ năng và một cái nó rất là quan trọng để quyết định toàn bộ cái việc là thành công, kế hoạch kinh doanh thành công của một cái khách sạn. Thì ở chỗ này, ở cái ý chí chỗ này thì xin mời các anh chị diễn giả cũng chia sẻ dựa trên các cái kinh nghiệm của mình. Thì anh chị chia sẻ giúp là những cái gọi là thách thức nào mà các anh chị gọi là gặp phải khi trong quá trình mà gọi là bảo vệ cái kế hoạch kinh doanh của mình với chủ đầu tư, cũng như là một số các cái lời khuyên để mà các anh chị tham gia ở đây có thể lưu ý và có thể học được để mà mình có thể ứng dụng cho cái khách sạn của mình. Dạ xin mời chắc anh GM đi ạ. GM lúc nào cũng đi đầu. Thách thức lớn nhất của mình gặp phải là họ không chấp nhận con số mình đưa ra, mặc dù sửa đi sửa lại rất là nhiều lần không chấp nhận. Sau đó là đến gần hết năm rồi thì cái bản kế hoạch kinh doanh vẫn chưa được duyệt. Đấy, thì cái việc như thế này thì rất là, trong những hợp như thế này rất là tránh. Như thế là mình phải đưa bên công ty quản lý vào để tham gia cùng với lại GM. Thì trong cái hợp đồng quản lý bao giờ cũng có một cái điều khoản, ví dụ chẳng hạn như là bên operator trình cái bản kế hoạch kinh doanh trong vòng một tháng mà không thấy phản hồi gì, lần một này, phản hồi lần hai rồi lần ba mà không thấy phản hồi gì trong vòng một tháng, thì cái kế hoạch kinh doanh đó tự động được kết quả. Những cái việc như thế thì tất nhiên thì hai bên cũng phải chấp nhận với nhau thôi, nhưng mà em làm việc trong khách sạn rất là khó khăn, thì sự không hài lòng giữa bên operator bên chủ đầu tư. Những cái trường hợp như vậy là trường hợp mà gại ở trong cái nghề kinh doanh trong quản lý của mình. Trên để giải quyết cái vấn đề này thì người GM ấy phải có mối quan hệ nào với bên công ty chủ đầu tư và bên công ty quản lý, mình dung hòa được hai cái quan hệ này.
làm sao mà không bao giờ để họ xảy ra những cái xung đột nó quá lớn để mà mình giữ. Thì trước đây mình làm ở trên Mela Ba Vì là trước mình cũng có một vài người đi em, nhưng mà do cái văn hóa hoặc là như nào đó làm với chủ đầu tư không được. Mà ở Việt Nam thì nhiều khi là có một số chủ đầu tư là họ có cái tôi rất là lớn, bởi vì đấy là nhà rồi, người ta cứ nghĩ là đấy là nhà của người ta đầu tư đến cái nhà người ta bước chân vào, người ta là chủ của nó. Thế mình không hiểu được cái tâm lý như này thì rất là khó, thành ra tự nhiên tạo một cái mâu thuẫn giữa hai bên ngay từ đầu. Tạo được mâu thuẫn đến lúc khi nói chuyện rất là khó. Thì nhiều khi một cái sự việc nó có thể là 50% là đúng, 50% là sai, nhưng mà nếu người ta quý mình thì nó trở thành đúng, mà người ta không quý mình nó trở thành sai. Các số GOP này kia thứ vẫn phải mang đủ về cho họ nha. Trên cái việc trình bày về như kinh nghiệm của mình, trình bày về kế hoạch kinh doanh ấy, nhiều khi ấy, có những cái buổi mà tiếp khách cùng với chủ đầu tư, hoặc có những cái buổi nói chuyện một cách rất là chân tình với họ ấy, thì cái lúc mà họ lắng nghe nhất ấy, thì có khi là cái lúc đó mình trình bày nó chỉ cần 5 phút hoặc 10 phút thôi, người ta hiểu được cái concept của cái bản kế hoạch kinh doanh của mình là đã thành công được đến 70-90%. Mình chỉ muốn chia sẻ kinh nghiệm đấy, sau này các bạn cũng sẽ đi làm quản lý hoặc làm GM đúng mình đó, phải kinh nghiệm như vậy. Cái vấn đề thứ hai như mình đã nói trước ấy, là cái hợp khi mà cái mấy anh mà bên phát triển thị trường, các anh ký hợp đồng, các anh cứ hứa ví dụ năm đầu tiên GOP 30%, ví dụ chẳng hạn như vậy, thì đưa cái người GM và bên chủ đầu tư vào một thế rất là khó khăn. Làm sao mà người GM, ví dụ là như mình làm, mình đã biết cái con số là con số không tưởng, không bao giờ làm được. Thế nhưng mà khi người ta đồng ý được ký một cái hợp đồng dài 10-15 năm, một cái management contract dài như vậy, thì họ đã căn cứ vào cái số này để họ tính những khoản vay rồi tất cả các khoản chi phí khác rồi. Thì họ bảo là xấu nhất thì cũng làm được 70-80%. Nhưng thực tế như là cái người GM làm ở đó, và sau khi đó cùng với team sales marketing rồi team revenue thấy cái thị trường thậm chí là đến 30% của con số cũng không được. Như thế nào để cho người ta hiểu đây? Đúng không? Mà lúc đấy cái người truyền đạt cái message đó là GM chứ không phải cái người vị trí hợp đồng bên business development nữa. Thì trong tình huống này mình đang xử lý sao hả anh Hải? Thẳng thắn thôi. Thì bây giờ không làm cách nào thì rất là thẳng thắn. Nhưng mà tốt hơn hết là mời tập đoàn sang. Bình thường có một cái anh phụ trách về châu Á Thái Bình Dương ấy, anh ấy đi lại suốt ở Việt Nam thăm tất cả các khách sạn trong chuỗi của tập đoàn ấy, mời anh ngồi cùng. Sau đó anh ấy chính là trong một năm ấy có 2 lần họp GM conference ở một cái địa điểm nào đó, thì anh ấy sẽ mang cái vấn đề đó ra cái conference này, anh nói chuyện với bên business development. Thế sau này để cho những cái trường hợp khác, những cái khách sạn khác, để tránh cho các GM khác đỡ vào cái tình trạng như vậy, thì họ phải thông qua tình hình thực tế, họ phải có một cái nghiên cứu thị trường rất là chắc chắn trước khi họ đưa ra một con số nào đó, mặc dù con số là projection đấy nhá. Thì những cái, nhưng mà đến với trong cái trường hợp như của mình thì quá muộn rồi, người ta đã hứa, người ta đã ký hợp đồng tất cả mọi thứ rồi. Nhất là nói thật với, nói rõ ràng với anh chủ hoặc chị chủ ở đó thôi, nói thẳng với họ đấy, thị trường như này và mình phải có liệu lấy ở bên sales marketing, ở bên revenue các số liệu rất là rõ ràng để chứng minh cho họ là con số này không được. Và tốt hơn hết là khi mà ngồi nói chuyện nên có cái người sếp của mình ở bên châu Á Thái Bình Dương hay ngồi cùng để họ biết. Thế, bởi vì mình đang ở giữa hai làn đạn nhá, không biết một là tốt được bên chủ đầu tư thì bên tập đoàn xử lý, tốt được bên tập đoàn ngon lành bên chủ đầu tư họ xử mình, mà bên chủ đầu tư ngay sát mình hàng ngày hàng giờ mới xử nhanh hơn, đấy rất là khó nhá. Dạ vâng, em hiểu. Đấy, trên phải rất là khéo, một mặt quan hệ thật chặt với chủ đầu tư, lúc nào cũng cho người ta biết đây là nhà của anh chị, đúng tất cả mọi thứ khách khứa của họ đến đều vui vẻ. Chứ có một số có một số khách sạn nhiều người cũng rất là sai lầm, kể cả những người tiền nhiệm của mình cũng thế thôi, họ đến mà chả coi họ là gì cả,
nhân viên cũng không chào người ta, ví dụ hạn như vậy thì rất là khó. Những cái chuyện vô cùng nhỏ nhưng mà không xử lý được thì hơi hơi yeah. Đó, thì mình cho chia sẻ như vậy thôi. Dạ yeah. Vâng, cảm ơn anh Hải. Đó. Ở khía cạnh là GM chủ đầu tư Việt Nam phải chọn đúng thời điểm, đúng cái lúc nào người ta dễ lắng nghe nhất để mình trình bày. Vâng. Khi 10 phút ở vì những lúc mà người ta dễ lắng nghe nhất thì bằng 3 tiếng đồng hồ trình bày presentation trước board of director rất là khó. Dạ. Dạ. Rồi ở khía cạnh FC thì sao anh Hòa? Thì cũng như anh Hải chia sẻ, mình thì cũng chắc lẽ là đến 99.9% thì luôn luôn là ông hỏi sẽ không bao giờ họ sẽ tiết kiệm hài lòng. Với thực ra thì mình cũng chia sẻ các bạn, nhiều khi chủ đầu tư mà người ta am hiểu về du lịch thì về dịch vụ thì cũng chắc lẽ là cũng một phần là nó cũng dễ cho operation mình thuyết phục. Nhưng mà nếu như họ chỉ có đơn thuần là ví dụ như bất động sản chẳng hạn như này kia thì cũng hơi bị khó, thì người ta không có hiểu về dịch vụ nên họ chỉ biết là đầu tư và lấy lại liền. Nếu như công ty nào mà đầu tư dạng như kiểu cash nhiều thì sẽ áp lực cho bên operation nó sẽ ít đi, còn nếu mà cứ vay ngân hàng nhiều thì cái áp lực sẽ càng tăng lên. Rồi cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nếu như mình làm cho một cái công ty quản lý là đó thì thông thường các anh mà development manager người ta sẽ là rất, người ta không có đi, người ta rất là vi mô, người ta không có ngồi làm chi tiết như mình. Thậm chí là mình có làm một cái mình có đi rebrand một cái khách sạn đó, thì người ta đưa cho mình một cái bản, cái bản của bên đó người ta làm rất là người ta chỉ có đưa cho mình công suất phòng, giá phòng, tổng doanh thu, cho mình cái GOP và cái đấy, thì tất cả nhỉ, họ chỉ đưa ra mình một cái bảng trên một cái tờ giấy A4, mà thậm chí nữa thì khách sạn chỉ có 120 phòng nhưng mà trên đó người ta chỉ lại ghi là 125 phòng nhé, thế là người ta không có kê lắm, nên cái đó cũng một cái yếu tố rất là khó khăn cho bên operancy mình xây dựng. Rồi khi đó mình quay ngược lại mình sẽ thảo luận với bên chủ đầu tư, vì luôn luôn không thể nào mà như Hải nói UB năm đầu mà 30% thì chắc có lẽ là ai cũng đi xây khách sạn hết, đúng không? Mình chia sẻ. Còn về vai trò ví dụ như mình là FC thì mình cũng cố gắng các bạn là mình hãy xây dựng một cái kế hoạch kinh doanh thật là chi tiết, nó sát với thực tế, nó dễ thuyết phục, sát với thực tế về doanh thu, về chi phí và sát thực tế với đối thủ cạnh tranh của mình, cái thị trường xung quanh mình, thì khi đó nó sẽ dễ thuyết phục đầu tư hơn. Đó nó cũng là một cái điểm đáng chú ý để mình có cái lý do để mà thuyết phục chủ đầu tư approve cho mình cái kế hoạch đó. Vâng. Rồi, ok anh Hoàng. Các anh chị khác sao ạ? Các anh chị mà gọi là làm ở cái khối mà không phải hotel chain đi ạ. Có anh chị nào làm ở independence, cái challenge của các anh chị gọi là làm việc để với các chủ đầu tư gọi là independent thì có khác gì không ạ? Rồi mời Dũng. Dạ em chào anh chị, em chị có nghe tiếng em rõ không ạ? Rồi dạ, rồi. Được, dạ. Dạ. Thì về cái trải nghiệm của em thì em thấy là cái anh chị nêu thì cũng rất là đúng. Em chỉ có chia sẻ thêm là quan trọng nhất là cái mô hình và cái công ty sở hữu cái khách sạn hoặc là khu nghỉ dưỡng của mình ấy. Thì nếu như mà những công ty đó là công ty niêm yết ấy, thì cái cách lập kế hoạch của họ tương đối thận trọng, hoặc là ra chỉ tiêu thì họ cũng thận trọng lắm, bởi vì họ phải báo cáo với hội đồng cổ đông và rất nhiều thứ mà nó minh bạch, thành thử họ cũng không có quá mạo hiểm trong cái việc đó, tức là cái tăng trưởng hàng năm nó phải rất là chuẩn chỉnh đó. Còn nếu như mà mình làm việc ở những công ty mà không niêm yết hoặc là công ty tư nhân ấy, thì cái cách mà giao chỉ tiêu thì cũng tương đối là challenge và hơi bay bổng một tí, nó chính xác là rất là cao. Thế thì tùy vào cái mô hình công ty để mình biết, để mình có cái cách để mà mình phù hợp nhất thôi. Thì đối với mô hình công ty mà niêm yết thì chắc chắn là đâu đó rất là rõ ràng rồi, không đạt thì họ sẽ xử lý mình ngay thôi, chứ không nói năng gì cả. Đấy, còn ở mô hình tư nhân thì mặc dù là mình phải nhận một cái chỉ tiêu rất là cao,
Tuy nhiên thì đôi lúc nào đó thì tổng giám đốc hoặc là chủ đầu tư thì cũng có một chút thông cảm, bởi vì họ cũng biết rất là chính xác, họ đã ra cái chỉ tiêu rất là cao rồi. Thế cho nên là cũng có rất là nhiều cái quan điểm kiểu giống như là cao thì không nhận, nhận thì không cao, cao không nhận gì. Nhưng mà theo quan điểm của em thì dễ người thì vẫn dễ ta. Nếu như mà mình căng quá trong cái việc con số đối với những công ty tư nhân ấy, thì đương nhiên là họ cũng sẽ căng lại với mình thôi. Cho nên là chỗ này mình cũng phải rất là mềm mỏng một tí xíu. Đấy, công ty mà niêm yết họ rất là rõ ràng, tăng 5% là 5%, rồi cái quy trình lập dự án của họ rất là rõ ràng, hàng năm là NCF, NBV bao nhiêu, dự án bao nhiêu, giống như chị Hà nói ấy, nó rất là chính xác, nên là hầu như là cũng không phải lăn tăn về cái điều đấy quá. Thế còn ở mô hình tư nhân thì tương đối bay bổng, thế cho nên là các bác như em hoặc là các anh chị DSM thì cũng phải rất là flexible với những cái này. Thì đấy là cái ý kiến của em. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn Dũng. Cảm ơn Dũng về một ý kiến ở một khía cạnh cũng khá là gọi là thực tế đấy. Ok, các anh chị khác còn ai có ý kiến gì nữa không ạ? Ok, save lưu cái phần này rồi. Hà ơi, em phát biểu đi Hà. Dạ vâng. Ở vị trí của em thì em không làm việc trực tiếp với chủ đầu tư, cho nên chắc chắn là những cái kinh nghiệm mà các anh chị chia sẻ vừa rồi thì nó sẽ thực tế và nó hữu ích hơn rất nhiều. Với vị trí giám đốc doanh thu thì bọn em cũng hỗ trợ cho bên quản lý khách sạn và GM để làm rất nhiều dự án với bên chủ đầu tư. Và tất nhiên trong đấy thì nó ngoài những cái dự án sửa chữa, nó cũng có những cái dự án về budget. Và tất cả những cái challenge mà các anh chị vừa mới nói thì em thấy nó đều em cũng đều chứng kiến cả. Thế thì có một cái kinh nghiệm từ phía bên chúng em trải qua rất nhiều lần làm dự án và cũng là trải qua rất nhiều lần làm budget, thì em thấy rằng là cái vấn đề đầu tiên ở đây ấy, thì có một cái câu nói mà bên GM bên em nói và em thấy là rất chính xác, là một cái kim chỉ nam cho bên em, đấy là không có no bad numbers, chỉ có bad explanations thôi, tức là cái câu chuyện mình đi theo cái con số ở đây là bao nhiêu. Cái thứ hai ở đây là quay lại về cái lý thuyết của cái bảng kế hoạch kinh doanh, đấy là cái bản kế hoạch kinh doanh nó cần phải có một cái sự thống nhất từ trên xuống dưới ở khách sạn trước khi mình đến chủ đầu tư. Tức là trước khi mà GM họ đưa ra những cái biện luận hoặc là những cái con số để thuyết phục chủ đầu tư thì họ đã phải nắm rõ tất cả những điểm được và không được, khả thi hay không khả thi ở từng bộ phận một, có một cái quá trình validate, và tất nhiên là trước đấy nữa thì các bộ phận cần phải làm việc với nhau, tức là mình dựa trên những cái phương án khả thi. Cái thứ hai đấy là GM bao giờ họ cũng phải có một cái trách nhiệm là họ phải tìm hiểu những cái mong muốn hoặc là những cái mà có thể convince chủ đầu tư trước. Tại vì thực ra mà nói thì họ ở bên chủ đầu tư họ cũng làm kinh doanh thôi. Và với dự án sửa chữa mình cần phải biết rằng là cái payback period mà chủ đầu tư expect là bao nhiêu, cái return on investment là thời điểm nào, hoặc là với cái GOP tăng trưởng thì mình phải cân bằng giữa cái yêu cầu chung mà bên chủ đầu tư đưa ra với một cái tính khả thi mà bên tập đoàn họ advise. Thế thì tất cả những cái yếu tố đấy nó sẽ giúp mình đưa ra những cái scenarios khác nhau. Ý em ở đây rằng là gì? Đầu tiên cái kế hoạch kinh doanh mình dựa trên cái tính khả thi, sau đó mình dựa trên cái yêu cầu của bên chủ đầu tư để đưa ra những cái scenario, những cái phương án khác nhau. Tại vì không có một, không bao giờ chỉ có một con đường đi đến đích cả, mà sẽ có rất nhiều các cái con đường khác nhau. Chủ đầu tư bảo rằng là tôi thấy occupancy của khách sạn quá thấp và vì như thế có thể ảnh hưởng đến F&B, tôi muốn tăng occupancy lên. Câu chuyện ở đây chính là gì? Là tôi có thể có một cái phương án để tăng occupancy 5%, 10%, 20% đều có cả. Và cái giá chúng ta phải trả ở đây là gì? Là cái giá nó sẽ đi xuống. Cái thứ hai là cái chi phí cho guest experience sẽ tăng lên. Tức là ở đây tất cả các phương án đều có thể xảy ra và đều có thể mang đến cho chủ đầu tư một cái sự hài lòng ở mức độ nào đó. Nhưng cái phương án đó nó sẽ đi kèm từ doanh thu đến chi phí và có những cái lợi, cái hại về mặt lâu dài cho cái vị thế cạnh tranh của khách sạn. Và chủ đầu tư khi mà họ nhận được cái KPI đúng như họ mong muốn, họ cần phải biết rằng là khách sạn với cái quan điểm và với những cái nhìn nhận, những cái đánh giá của đội ngũ làm việc và lead bởi GM thì cái sản phẩm của khách sạn năm sau và trong những năm sau nữa nó sẽ có những cái ảnh hưởng tiêu cực và tiêu tích cực như thế nào. Tức là ở đây thì mình không challenge chủ đầu tư,
mình cũng không phải là giữ ý kiến của mình, mà căn bản ở đây là một cái kế hoạch kinh doanh nó sẽ phải nó sẽ thành công khi mà có sự hỗ trợ của tất cả các bên và sự thấu hiểu của tất cả các bên về cái sức ảnh hưởng tích cực hoặc là tiêu cực từ cái kế hoạch đó. Em cảm ơn. Rồi, anh cảm ơn Hà. Đây cũng ý hay nè. Thực ra là không có gọi là con số nào gọi là không có con số đẹp, mà là con số gọi là mà chỉ có những cái gọi là giải thích gọi là hợp lý nhất thôi. Cái thứ hai là thật ra là như cái ý mà của Hà mà liên quan đến là hiểu rõ hiểu chủ đầu tư, thì rõ ràng là nãy ý đầu của anh Hải rồi này nọ kia là cũng đã nói lên điều đấy, tức là nhiều khi mình phải hiểu chủ đầu tư chỉ để nói chuyện trong vòng 5-10 phút có khi là nó hiệu quả hơn cả mấy tiếng đồng hồ á. Đó, nó cũng bao gồm trong cái ý đấy. Và một cái ý nữa là đưa ra được những cái phương án khác nhau cho chủ đầu tư và phân tích cho họ thấy được là ok, thật ra thì đi theo hướng nào anh cũng có cả, tuy nhiên là cái mà mình được và cái không được là gì. Còn dĩ nhiên chuyện quyết định cuối cùng vẫn là câu chuyện thỏa thuận giữa bên GM của khách sạn và giữa bên khách sạn về với chủ đầu tư thôi. Và khi mà đã lựa chọn phương án nào thì ít nhất là họ cũng biết rõ là cái hướng đi của cái phương án đó là gì, những cái được và không được nó là gì. Vâng, mời bạn Trang. Thấy cái bạn Trang có giơ tay. Xin chào anh Thuận, chào các anh chị. Em cũng rất đồng ý với chị Hà quan điểm là mình nếu mà hiểu được chủ đầu tư thì sẽ có rất là nhiều thuận lợi trong cái việc mà mình bảo vệ kế hoạch kinh doanh. Em thì đang đứng ở phía là chủ đầu tư. Khi mà thẩm định hay là phê duyệt những cái kế hoạch kinh doanh của các cơ sở mà thuê quản lý á, thì em thấy có một số cái điểm mà em nghĩ các khách sạn cũng nên lưu ý là thường sẽ bị phía chủ đầu tư chưa đồng ý hay hoặc là sẽ phản đối. Thì có những cái lỗi rất là nhỏ, ví dụ như là trong cái kế hoạch về các con số, kế hoạch tài chính của các anh chị ấy, thì mắc những cái lỗi con số rất là nhỏ. Thế nhưng mà nó sẽ dẫn đến cái sự thiếu tin tưởng của chủ đầu tư, là những cái con số mà anh chị đưa lên nó có vấn đề gì đấy, cho nên nó mới gây ra một cái số nhỏ nó bị sai. Thế rồi những cái tính toán của các anh chị ở trong đấy là nó đã đủ cơ sở chưa? Đủ cơ sở để chứng minh hay chưa? Đủ căn cứ chưa? Cái kế hoạch hành động nó cụ thể hay chưa? Thì thông thường là nó thiếu cái cơ sở để cho chủ đầu tư thấy được là tại sao tôi phải ra một con số như thế thay vì là một con số cao hơn. Thì nếu như mà cơ sở nó đủ sức thuyết phục thì bên phía chủ đầu tư cũng sẽ có cái lý do để họ approve cái budget của mình. Thế với lại thông thường thì em thấy các GM là hay đưa ra một cái kế hoạch nó ở cái mức an toàn cho bản thân mình là người quản lý, đồng thời là cho tức là cái độ an toàn để mình có cái điểm để mình lùi ấy. Thì bản thân chủ đầu tư họ cũng nhận được cái điều đấy và họ sẽ challenge lại chính GM của các cơ sở. Thế và cái điểm hiểu chủ đầu tư là gì đối với cả bên phía tập đoàn bên em ấy, thì các anh chị rất hiểu về ngành dịch vụ, tức là không chỉ đầu tư nhiều đa lĩnh vực mà là ngành dịch vụ thì các anh chị rất là hiểu. Thế cho nên là khi mà mình đưa ra những cái kế hoạch thì mình nên hiểu xem là cái định hướng của chủ đầu tư là gì, cái mong muốn của chủ đầu tư là gì đối với cái sản phẩm của mình. Ví dụ như là các anh chị định vị cái sản phẩm này là đi theo thị trường ngách, nó sẽ là sản phẩm đẳng cấp khác biệt, thì lúc đấy cái kế hoạch mình đưa ra cho nó, cái doanh thu nó phải là gì, chi phí nó là gì, họ sẽ chấp nhận cái chi phí, cái cost của nó, cái tỷ lệ nó cao hơn bình thường. Thế nhưng mà nếu như nó đi theo cái thị trường mass, em lấy ví dụ như một số bên tập đoàn mà họ lại chọn cái hình thức là có càng nhiều khách càng tốt để họ tăng cái traffic mà lúc nào cảm giác khu nghỉ nó cũng đông vui ấy, để họ dùng cái đó để họ bán cái thứ khác, mục đích ví dụ như thu hút về bất động sản chẳng hạn, thì lúc đấy họ sẽ sẵn sàng chấp nhận là cái GOP nó sẽ không cần quá là cao, hoặc là họ chấp nhận cái chi phí nó cao và chỉ cần đông khách thôi. Thì đối với mỗi một cái định hướng của chủ đầu tư mà mình hiểu ấy, thì mình sẽ ra được cái những cái kế hoạch, cái chiến lược mà nó phù hợp hơn và dễ thuyết phục người ta hơn. Thì em có mấy cái lưu ý như vậy, thì em hy vọng là nó cũng sẽ có phần nào để gọi là có ích cho các anh chị khi mà mình làm cái kế hoạch.
Rồi, cảm ơn Trang đã đứng từ khía cạnh từ phía chủ đầu tư. Nãy giờ các anh chị khác thì chia sẻ đứng từ khía cạnh về khách sạn nhiều hơn và người vận hành khách sạn hơn. Thì Trang thì hiện nay là đang làm giám đốc doanh thu cho bên Sun Hospitality ha các anh chị. Xin giới thiệu đến các anh chị. Thì bên Sun Group thì các anh chị cũng biết là họ cũng kinh doanh gọi là cũng khá là chuyên về cái mảng gọi là du lịch, nghỉ dưỡng đồ này kia. Và họ cũng toàn mời những cái operator gọi là có tiếng để vận hành các cái property của họ, và kể cả là có cái mảng để vận hành riêng đó. Thì ở cái khía cạnh này, đứng ở khía cạnh của chủ đầu tư thì nó cũng là một cái ý để lưu ý cho các anh chị, để mà các anh chị từ phía khách sạn á, là cũng khi mà mình gọi là đi bảo vệ cái kế hoạch của mình cũng phải lưu ý những cái điểm này để mình tránh những cái lỗi, ví dụ những cái lỗi nhỏ nó không đáng có chẳng hạn, và anh chị mắc phải cái mistake nhỏ như vậy thì kiểu chủ đầu tư nói ngay cả những cái rất là cơ bản nhỏ vậy mà anh còn làm sai nữa thì cái lòng tin của họ ngay lập tức nó sẽ bị giảm đó, thì khi đó nó sẽ rất là khó để mà các anh chị thuyết phục được đó. Rồi cái này cũng là một ý rất là hay ạ. Và các anh chị khác còn ai mà đóng góp ý kiến gì nữa không ạ? Ok, có vẻ là đủ ý rồi ha. Rồi vậy thì chắc là đây cũng là cái phần coi như là cũng để chắc là cũng wrap up lại cũng khá là đầy đủ cho cái buổi chia sẻ của chúng ta ngày hôm nay. Thì chắc là đến phần cuối là cái phần Q&A. Còn một phần nữa là triển khai kế hoạch, thì đây là cũng là cái mà nãy mình cũng bao gồm ở trong cái ý có thảo luận hồi nãy rồi. Thì khi mà các anh chị cũng biết rằng khi mà chúng ta triển khai, tức là cứ cho là chúng ta có một cái kế hoạch gọi là khả thi rồi đó, được duyệt rồi đó, tức là tốt nhất có thể rồi đó. Tuy nhiên là trong cái quá trình triển khai á, thì các anh chị cũng biết là dù có cái kế hoạch có khả thi đến đâu mà chúng ta không có được những cái cách làm đúng, những cái cách triển khai đúng á, thì nó có khả năng là nó sẽ đi lệch hướng đó. Và cái ở đây thì cũng muốn là tham luận một chút về khía cạnh của những người mà gọi là đã có kinh nghiệm rồi, thì các anh chị cũng chia sẻ giúp là thường thì khi mà triển khai thì có những cái gì mà cần phải lưu ý đến những người tham gia ở đây, là nên lưu ý những điểm gì để tránh cho cái việc là chúng ta bị đi lạc hướng, tức là không đi theo được đúng cái kế hoạch của mình đó. Chắc xin ý kiến của sale trước đi, khía cạnh sale marketing thì Phương Anh ơi. Về cái phần mà triển khai á, thì em thấy là thường khi kế hoạch kinh doanh mà đã xong á, mọi người đều chia số ra theo từng giai đoạn ngắn. Thì như là bên tụi em mà làm á, là số là đều có đủ từ số cả năm, là chia theo quý, xong chia theo tháng, thậm chí là còn phải chia theo ngày nữa cơ, bên revenue còn phải chia theo ngày nữa. Cho nên là mỗi một cái tháng mình đều phải theo sát những cái gì mà mình đề ra. Nhưng mà cái quan điểm của em là cái budget nó là một con số fix, nó là một con số sẽ không thay đổi. Cái việc mà thực tế nó khác á, là cái việc không thể tránh khỏi. Cho nên nó là quan trọng là khi mà thực tế xảy ra nó khác đi, mình biết là nguyên nhân tại sao nó khác. Ví dụ như chuyện dịch bệnh, những chuyện không thể nào tránh khỏi, hoặc là vì yếu tố về thị trường, khách hàng mình phải điều chỉnh. Thì miễn sao cái nguyên nhân mà dẫn đến cái việc phải thay đổi kế hoạch nó hợp lý và nó theo chiều hướng tốt cho khách sạn thì em nghĩ là ok. Cái phần mà phân bổ ra cho các team member cũng như vậy. Dĩ nhiên là ở trong một cái đội ngũ thì sẽ có nhiều thành phần team member với những cái lĩnh vực chuyên môn khác nhau. Thì khi mà mình một trong những cái tips để mà mình giữ cho mọi thứ nó theo kế hoạch là mình chú trọng vào những cái chuyên môn của team member mình. Ví dụ năm nay cái thị trường Trung Quốc đi, giả sử thị trường Trung Quốc sẽ là mũi nhọn của cả khách sạn, thì những cái người team member mà có chuyên môn về thị trường đó, những cái người mà phụ trách thị trường đó, mình phải cần đảm bảo được cái sự ổn định của họ. Chứ không phải là năm nay tôi sẽ đánh thị trường Trung Quốc, trong team của tôi có 3 người nói được tiếng Trung nhưng mà năm sau hết 2 người nghỉ thai sản vân vân, ví dụ vậy. Những cái yếu tố đó thì mình nên nhìn thấy trước. Dạ, đó là cái ý kiến của em ạ. Rồi, ok. Từ phía GM sao ạ, anh Hải? Như phần ở trên anh cũng có nói rồi đấy.
cái kế hoạch kinh doanh mình làm càng sát với thực tế lúc triển khai nó dễ hơn rất là nhiều. Thì mình cứ assume là kế hoạch kinh doanh của mình đã rất là thực tế rồi đúng không? Cái việc triển khai thì nó cũng không phải tạp lắm. Cái việc quan trọng nhất của GM là các trưởng bộ phận là phải bám sát công việc hàng tuần, hàng tháng, hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. Thường xuyên có những cái cuộc họp mà đánh giá xem là cái phần công việc mình đã đạt được đến đâu, để có những cái KPI rất rõ ràng cho các bộ phận đó để mình đánh giá. Thì khi mà họ không đạt được trong tuần hoặc trong tháng đó thì mình phải có những cái action plan khác để làm sao mà nó phù hợp. Hạn như là bộ phận food cost chẳng hạn, về kitchen chẳng hạn, trong một tuần hoặc một tháng này tại sao tự nhiên đang budget là có 30-35% mà tự nhiên vọt lên thậm chí 40%. Thì mình đã bám sát hàng tuần và hàng tháng như vậy rồi, thì cái việc sửa chỉnh lại cho nó đúng với lại cái kế hoạch đề ra nó rất là dễ dàng, nó không phải khó khăn, không dễ dàng nhưng nó không phải khó khăn. Rồi cái thứ hai nữa là theo thị trường cũng phải điều chỉnh nữa. Ví dụ chẳng hạn như là năm ngoái mình có làm budget cho năm 2021, thế nhưng mà tự nhiên dịch bệnh nó đến thì tất cả mọi thứ khác mình đều phải sửa theo. Ví dụ nhân viên mình phải cho nghỉ không lương theo mỗi một tháng đi làm bao nhiêu ngày đó, để làm cho cái chi phí nó giảm theo những doanh thu thì giảm ổn định. Cái việc như vậy triển khai mình sẽ thực hiện trong cái trạng quay trở lại giám sát thường xuyên của các cuộc họp và có các action plan theo cái thực tế của cái thời điểm triển khai. Dạ rồi, cảm ơn Hải. Các anh chị khác sao ạ? Còn ý gì ở thêm chỗ này không ạ? Quan điểm về phía mình có thấy về khi mình xây dựng kế hoạch thì mình đã có một cái timeline. Timeline thì tất nhiên là mình phải bám sát vào cái timeline để mình action. Ví dụ như bên sale marketing, ví dụ như các bạn có kế hoạch đi sale marketing đây đó cứ theo kế hoạch. Ví dụ như các bộ phận khác như bên HR chẳng hạn, training chẳng hạn, thì tất cả các đều có timeline ấy, thì sẽ cố gắng bám sát cái timeline đó để hoàn thành cho nó đúng cái kế hoạch mà mình đã xây dựng lên. Dạ rồi, anh mời Hà ơi. Dạ vâng ạ. Em xin bổ sung một chút ý kiến ạ, là cho dù là cái điều kiện thực tế hoặc là cái môi trường để thực hiện cái kế hoạch kinh doanh ấy có thể là nó khác đi, tuy nhiên thì khi mà mình đã đưa ra một kế hoạch kinh doanh và đã được duyệt bởi tổng giám đốc và chủ đầu tư thì mình nên hiểu nó là một cái commitment. Tức là trong bất kỳ một cái chiến lược kinh doanh nào của khách sạn, mục tiêu cuối cùng vẫn phải là đạt được những cái KPI trong cái budget đề ra. Tất nhiên trừ trường hợp bất khả kháng, nhưng ý em ở đây là cố gắng hết sức và mình coi nó là một cái kim chỉ nam trong tất cả cái quá trình thực hiện cái kế hoạch đó. Và vì như thế thì cái quá trình khi mà mình thực hiện kế hoạch, mà kế hoạch nó càng chi tiết như các anh chị nói vừa nãy là hoàn toàn chính xác. Ở bên em cũng sẽ phải làm chia ra theo đây level để break ra để cho bên operation họ thu xếp người trong cái giai đoạn bình thường, cho week day, weekend hoặc là cho national days hợp lý, hoặc là có những cái chiến lược về giá cả nó cũng hợp lý theo. Thế thì khi mà mình có một cái sự thống nhất như thế thì ví dụ như là cái event đấy nó không xảy ra chẳng hạn, thì mình cũng biết là cái loss business của mình nó rơi do mình đã budget sẵn hoặc là kế hoạch sẵn trên cái event đấy là bao nhiêu, thì mình sẽ phải có cái phương án để mình đền bù cho cái loss revenue đó. Thế thì đầu tiên cái khẳng định lại của em đấy là cái kế hoạch kinh doanh nó chính là commitment mà đội ngũ khách sạn cần phải theo sát và coi như là một cái kim chỉ nam trong cái quá trình thực hiện kinh doanh. Cái thứ hai đấy là chúng ta cố gắng làm tối ưu nhưng đồng thời cũng phải có một cái gọi là rút kinh nghiệm. Ý em ở đây rằng là cái việc làm kế hoạch kinh doanh nó sẽ có sự lặp lại,
hoặc là nó sẽ có những cái lần làm kế hoạch kinh doanh tiếp theo. Thế thì cái việc mình đưa ra cái kế hoạch kinh doanh năm nay và sau đó trong năm mình thực hiện, mình mới thấy rằng là cái thời điểm mình làm kế hoạch thì nghe nó có vẻ rất là khả thi, nhưng mà đến khi mà thực hiện thì nó còn có những cái overcurve nó xảy ra này, có những cái thì mình không kiểm soát được, nhưng mà rõ ràng là nó cũng là một cái yếu tố mà có thể xảy ra hàng năm mà mình chưa tính đến trong kế hoạch kinh doanh. Hoặc là hóa ra là cái lực của nhà mình khi mà mình kết hợp lại với nhau giữa các bộ phận thì nó vẫn có những cái ABC mà mình chưa tính đến. Như vậy thì cái việc mà rút kinh nghiệm từ những cái kế hoạch đó để phát triển và làm tối ưu hóa những cái kế hoạch hoặc những cái tháng tiếp theo trong kế hoạch nó cũng rất là quan trọng ạ. Rồi, ok, phải rút kinh nghiệm để improve. Rồi, anh cảm ơn Hà. Thì các cái ý của các anh chị nó cũng cover được đủ các cái phần để liên quan đến cái phần triển khai, mà mình nghĩ là nó cũng đã khá là clear rồi. Thì đến đây thì chắc chương trình cũng đã gần 3 tiếng đồng hồ rồi các anh chị. Chắc là anh chị cũng mệt. Thế thì chắc mình cũng xin phép là mình sẽ wrap up ở đây. Và không biết là các anh chị còn có cái câu hỏi gì thêm hay không để trước khi mình đi đến cái phần kết thúc ạ. À, bây giờ mình sẽ đến cái phần Q&A thôi ạ. À, nãy giờ thì trong quá trình trao đổi ở các cái topic, các cái tham luận thì các anh chị cũng đã tham gia chia sẻ và hỏi các cái ý cũng khá là nhiều và khá đầy đủ rồi, thì chắc là cũng không còn ý kiến gì thêm, thì chắc là xin phép cho Thuận đại diện cho ban tổ chức xin cảm ơn tất cả các anh chị ngày hôm nay đã tham gia cái sự kiện chia sẻ. Và cũng rất xin lỗi là cái sự cố là nó bị vào giờ chót là có một không quá được 100 người. Đúng ra là sự kiện thì có đến hơn 300 người đăng ký cơ, 380 người. Thì cũng vì cái lý do kỹ thuật cho nên là cũng rất là xin lỗi những anh chị nào đã không tham gia được. Sẽ xem lại cái phần ở trên video sau chương trình này. Thì cảm ơn tất cả anh chị đã dành thời gian tham gia và cảm ơn các anh chị diễn giả. Cảm ơn các anh chị rất nhiều đã chia sẻ những cái kiến thức rất là hữu ích và gọi là thực chiến của mình đến với cộng đồng. Thì hy vọng các anh chị tham gia và ở trong cái sự kiện này cũng như là anh chị xem cái video sau cái buổi này sẽ phát á, thì các anh chị sẽ nói chung là học được cái gì đấy để mà có thể áp dụng được vào trong cái thực tiễn công việc của mình. Thì ban tổ chức cũng rất là muốn welcome tất cả những anh chị đã có kinh nghiệm sâu trong ngành và muốn đem những cái kiến thức chia sẻ của mình đến với cộng đồng hospitality ở tại Việt Nam. Thì anh chị hãy liên hệ với ban tổ chức. Cái cách nó khá là đơn giản là chỉ cần liên hệ thì ban tổ chức sẽ hỗ trợ các anh chị trong cái việc là mang cái sự kiện đến với cộng đồng chia sẻ. Anh chị chỉ cần chuẩn bị cái nội dung chia sẻ là gì, và nếu mà cần hỗ trợ mời thêm các diễn giả khác để mà cùng chia sẻ, để mà cái sự kiện nó ý nghĩa hơn á, thì ban tổ chức hoàn toàn cũng hỗ trợ cho các anh chị ha. Thì đây là cái thông điệp cuối của ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả các anh chị. Cảm ơn tất cả mọi người nha. Xin chào. Vâng, xin chào mọi người. Dạ vâng. Xin chào mọi người. Cảm ơn. Cảm ơn anh Thận, xin chào tất cả anh chị. Dạ, xin chào tất cả. Xin chào. Rồi, cảm ơn Thận, cảm ơn tất cả anh diễn giả. Cảm ơn rất là nhiều. Vâng.